MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 68. Bộc phát hai đạo long lực, cùng thì thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, Lục Minh thân thể tựa như một sợi ánh sáng thông thường. Quá nhanh, trong nháy mắt đã đến Lăng Vân Không trước người. Lăng Vân Không tuy nhưng có chỗ phòng bị, nhưng y nguyên giật nảy cả mình, vội vàng phía dưới, vội vàng xuất thủ. Nhưng công kích của hắn cùng phòng ngự, tại Lục Minh trên bàn tay, như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Lục Minh bàn tay, xuyên thấu hết thảy phòng ngự, một thanh chụp tại Lăng Vân Không trên cổ họng, kinh khí bắn ra, Lăng Vân Không cổ giống như là muốn bị vặn gãy giống nhau, hét thảm một tiếng, toàn thân chân nguyên đều kém chút tản mất. Người chung quanh, đều ngây ngẩn cả người. Lục Minh thế mà một chiêu liền chế trụ Lăng Vân Không, không thể tưởng tượng nổi. Hảo bán thiên, chúng người mới kịp phản ứng. Lớn mật, mau buông ra Vân Không công tử. Ngươi này là muốn chết ngươi biết không? Mấy cái lão giả giống to, đều là Lăng Vân Không mang tới thân tin. Im miệng, có tin ta hay không hiện tại liền vặn gãy cổ của hắn. Lục Minh ánh mắt lộ ra hung quang, sát cơ bắn ra. Mấy cái lão giả mau ngậm miệng. Lục Thiểu Khanh, ta là Huyền Không Sơn Thiên Kiêu. Ngươi sát ta, Huyền Không Sơn cường giả, sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Vân Không giống to. Cùng thế hệ tranh chấp, ngươi bại thảm như vậy, ngươi thật lấy là Huyền Không Sơn cái kia chút ít cao tầng sẽ vì ngươi ra mặt, không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lục Minh cười lạnh, ánh mắt lãnh đạm. Lăng Vân Không kích linh linh dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Xác thực như thế, cùng thế hệ tranh chấp, như đang không địch lại bị kích sát, tông môn trưởng bối liền muốn xuất thủ báo thù. Chẳng lẽ đối phương liền không có trưởng bối? Đến thì đối phương trưởng bối cũng xuất thủ kích sát phe mình thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, cái kia thiên hạ ở giữa, tuổi trẻ thiên kiêu nơi nào còn có thể hội quật khởi, há không là đều chết sạch. Mặc kệ là Đông Hoang, còn là Trung Châu, cũng hoặc là địa phương khác, này là quy định bất thành văn, thế hệ trẻ tuổi tranh chấp, dưới tình huống bình thường, nhân vật già cả là không tốt xuất thủ. Đương nhiên, tình huống đặc biệt trừ ngoại. Ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay, ngươi hiện tại đã biết rõ ngươi ta chỉ ở giữa chênh lệch sao? Lục Minh cười lạnh, tiếp tục nói, bất quá ta hôm nay không giết ngươi, cũng có chịu không đánh với hắn một trận, nhưng điều kiện của ta, còn là trước kia điều kiện kia, ngươi thề đi, phát huyết thệ, muốn là bại, từ đó không thể lấy bất luận cái gì phương thức động tiêu ra, trái lại, ta hội thực hiện điều kiện của ta. Lục Minh chỉ Hải Tử Minh nói, Lục Minh hôm nay, liền muốn triệt để là tiêu ra giải quyết hậu hoạn. Không phải lần này đến, không dứt. Hắn một bên muốn bước Lăng Vân Không phát hạ huyết thệ, một bên muốn triển lộ thực lực cường đại, chấn nhiếp bọn hắn. Ta đáp ứng ngươi, nếu ta bại, ta tuyệt bất động tiêu ra một tơ một hào, cũng sẽ không để những người khác động tiêu ra. Hải Tử Minh đầu tiên lên tiếng. Cuối cùng, Lăng Vân Không bất đắc dĩ, tính mệnh tại Lục Minh trong tay, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, phát hạ huyết thệ. Vũ giả huyết thệ vừa ra, liền không thể vi phạm, không tắc thì. Ngày sau tâm ma bất ngờ bộc phát, không chỉ tu khó xử tiến, chỉ sợ còn hồi tẩu hỏa nhập ma. Đợi Lăng Vân Không phát hạ huyết thệ về sau, Lục Minh hất lên, đem Lăng Vân Không quang bay đi ra đến. Đáng chết, hy vọng Hải Tử Minh có thể chém cái này Lục Thiểu Khanh. Lăng Vân Không trong mắt lóe ra băng lãnh sát khí. Lục Minh lại dám như thế đối với hắn, để hắn sát cơ vô cùng nồng đậm. Lại, hắn hôm nay mất mặt, tính là mất hết, hắn hiện tại hy vọng duy nhất. Liền là hy vọng Hải Tử Minh có thể đánh bại Lục Minh. Hắn đối Hải Tử Minh vẫn là rất có lòng tin. Hắn nhận là, hắn vừa rồi sở dĩ lập tức bị Lục Minh bắt lấy, là Lục Minh xuất kỳ bất ý duyên cớ, như là hắn toàn lực phòng bị, Lục Minh không có khả năng như thế khinh dễ có thể bắt lấy hắn. Không chỉ có là hắn như thế nhận là, kỳ thật rất nhiều người đều như thế nhận là, bởi vì là Lục Minh vừa rồi xác thực là đánh lén đến tay. Với lại, Hải Tử Minh chiến lực, Lăng Vân không rất rõ ràng. Tại Huyền Không Sơn tất cả thiên kiêu chung, Hải Tử Minh là cái sau vượt cái trước, nhanh chóng quật khởi, tốc độ tiến bộ kinh người, thuộc về nhân tài mới nổi. Tại khí vận chi chiến chung, Hải Tử Minh tại Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu chung, bài danh thứ 5, nhưng bán năm qua đi, Lăng Vân không rõ ràng, hiện tại chỉ sợ Huyền Không Sơn bài danh thứ 4 thiên kiêu, đều chưa hẳn là Hải Tử Minh đối thủ. Cho nên, hắn đối Hải Tử Minh, có lòng tin. Đụng! Hải Tử Minh đạp bộ mà ra. Cùng Lục Minh đứng đối mặt nhau, khí tức cường đại, hào vô che giấu bộc phát ra, hắn ánh mắt, lộ ra mãnh liệt chiến ý, cùng vẻ hưng phấn.
Linh thai bắt trọng đỉnh phong. Hải Tử Minh không che giấu chút nào, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, Hải Tử Minh tu vị đã đạt đến linh thai bát trọng đỉnh phong. Lục Thiều Khanh, để cho ta tới lãnh giáo một chút à. Hải Tử Minh bàn tay phát quang, một cây hải trường thương màu xanh lam xuất hiện trong tay. Hải Tử Minh cũng dùng thương. Hắn trường thương như bảo thạch màu lam chế tạo thành, thì thường có một cỗ hơi nước lan tràn ra, dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng rực rỡ huy. Lục Minh ngón tay hơi động một chút, vô hạn long thương xuất hiện. Hải Tử Minh ánh mắt nhất động, nói, hảo thương. Ngươi cũng không sai. Lục Minh nói. Vậy liền chiến. Tiếng nói vừa ra, Hải Tử Minh lại lần nữa đạp bộ, trường thương vung lên, không trung xuất hiện mạn thiên thương ảnh, hướng về Lục Minh đâm sát mà đến. Quang huy tràn ngập, thương ảnh vô số, tựa hồ đem Lục Minh tất cả đường, hoàn toàn bao phủ cái. Ông. Lục Minh trường thương chấn động, đồng dạng đâm ra mạn thiên thương ảnh, cùng Hải Tử Minh thương ảnh không ngừng phát ra va chạm. Đương, đương, đương. Dày đặc tiếng va chạm, như mưa to rơi xuống mặt đất, vô tận. Mạn thiên thương ảnh, hoàn toàn đem Lục Minh cùng Hải Tử Minh hai người bao phủ, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy thương ảnh, nhưng không thấy nhân. Tối thiểu vang lên mấy ngàn âm thanh, thanh âm mới một trận, mạn thiên thương ảnh biến mất, hai bóng người xuất hiện. Thương lãng thương quyết. Hải Tử Minh trường thương trong tay xoay tròn, vung vẩy, giống như có mấy đầu đại giang, vây quanh trường thương xoay tròn. Tài liệu thi đáng sợ uy năng, hướng về Lục Minh đánh tới. Thương chi ý cảnh, còn có một loại khác ý cảnh, cũng mười phần đáng sợ. Lục Minh trong lòng hơi động. Hải Tử Minh thiên phú kinh người, thế mà lĩnh ngộ hai loại cường đại ý cảnh, với lại đã dung hợp là một, chiến lược mười phần cường đại. Vô hạn long thương nổi lên ánh sáng năm màu, cùng lúc, vô hạn long thương vận chuyển chấn mục thiên công, mỗi nhất thương oanh ra, đều có chấn áp hết thảy đáng sợ uy năng. Oanh! Hai cây trường thương oanh kích cùng một chỗ, cuối cùng, đại giang sụp đổ, Hải Tử Minh trường thương bị đánh bay ra đến. Hải Tử Minh thân thể nhanh chóng thối lui, một mực lui về sau trăm mét, mới ngừng lại được, sắc mặt nghiêm túc. Mà Lăng Vân không sắc mặt, lại khó coi muốn tử. Lục Minh thế mà như thế cường đại, hiện tại triển lộ chiến lực, đã vượt qua trước đó đánh với hắn một trận thì chiến lực. Rất hiển nhiên, Lục Minh trước đó, còn ẩn tàng thực lực. Lợi hại. Tiếp ta một chiêu mạnh nhất a. Hải Tử Minh trong mắt phát quang, đỉnh đầu một cây trường thương nổi lên, trường thương thượng đồng dạng có đại giang lượn lờ, sáu đạo kim sắc mạch luân lơ lửng. Thần cấp cấp 6 huyết mạch. Hải Tử Minh thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thân trường thương. Đại hải vô lượng. Trường thương trung truyền ra Hải Tử Minh thanh âm. Trường thương chấn động, trên không trung xoay tròn, đâm ra một thương. Phần phật. Lục Minh giống như thấy được một tòa biển cả. Sóng biển kinh thiên, mang theo phá hủy hết thảy uy thế, hướng về Lục Minh vọt tới. Hải Dương ý cảnh. Lục Minh rốt cuộc biết, Hải Tử Minh một loại khác ý cảnh là cái gì, là Hải Dương ý cảnh, một loại đáng sợ ý cảnh. Trường thương ý cảnh cùng Hải Dương ý cảnh lẫn nhau tụ hợp, thương thế giống như biển cả giống nhau, sóng lớn vỗ bờ, đại hải vô lượng, hủy diệt hết thảy. Cường quá mạnh, lui lại a. Bốn phương tám hướng, cái kia chút ít người quan chiến. Đối mặt một chiêu này, tim đập rộn lên, sợ hãi không đá, phảng phất sau một khắc, liền bị đại dương mênh mông nghiền ép phá hủy thông thường. Vô số nhân kêu sợ hãi, hốt hoảng lui lại. A hủy A lôi các nàng đứng trên mặt đất, đồng dạng có loại cảm giác này, nhượng các nàng cảm giác một khắc, liền bị oanh kích thành cho, bất quá, các nàng phía trước, có nhất cái vĩ ngạn thân ảnh, bộc phát ra kinh thời tiết hơi thở, thay các nàng chặn lại hết thảy. Giống. Trong thân thể. Ẩn ẩn có long ngâm trên thân truyền ra, hai đạo long lực bộc phát, nhượng Lục Minh thân thể, lại lần nữa nổi lên tử quang. Oanh! Lần này, Lục Minh trực tiếp thu hồi vô hạn long thương, đạp bộ hướng về phía trước, một trường bổ ra. Một trường này rất phổ thông, lại phảng phất có chấn áp chư thiên lực lượng, bổ ra hết thảy. Một tiếng oanh minh, đám người kinh người nhìn thấy, biển cả phảng phất bị Lục Minh một trường bổ ra, liệt vì làm hai nửa, nước biển vô tận quét sạch, sau đó băng diệt. Đụng. Trong biển rộng ở giữa, một cây trường thương màu xanh lam, cũng sụp đổ ra, sau một khắc, biển cả biến mất, trường thương cũng biến mất, lật thủy thành bầu trời khôi phục yên tĩnh, chỉ có một bóng người, cực tốc lui lại, trên không trung vãi xuống một tia tiên huyết. Vô số nhân kinh hãi nhìn xem một màn này. Bởi vì là cái này lui lại người, là Hải Tử Minh. Hải Tử Minh bại, nôn huyết trở ra. Thiên, thế mà liền Hải Tử Minh đều bại, này Lục Thiều Khanh chiến lực, cũng quá kinh người. Tại toàn bộ Trung Châu,
Hải Tử Minh đều sắp liệt là tam đẳng thiên kiêu, thế mà vẫn bại, chẳng lẽ Lục Thiểu Khanh là một vị tam đẳng thiên kiêu? Rất có thể a, Lục Thiểu Khanh thế mà có thể đứng hàng tam đẳng thiên kiêu, đáng sợ. Bốn phía, một mảnh ồn ào, vô số nhân khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Không có khả năng, làm sao có thể? Lăng Vân không giống to, mở to hai mắt nhìn, khó mà đưa tin. Lục Minh thế mà đánh bại Hải Tử Minh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phải biết, có thể đánh bại Hải Tử Minh, phóng tại Mênh Mông Trung Châu, đều sẽ không quá đa. Dù sao, Mênh Mông Trung Châu, bá chủ thế lực cũng liền 18 cái mà thôi, coi như cái khác một chút ít lần một chút thế lực, cũng có tuyệt đại thiên kiêu, nhưng lại có thể có bao nhiêu cái. Lăng Vân không kinh sợ, mà người của Tiêu gia lại là cuồng hỉ. Bọn hắn được cứu rồi. Lăng Vân không phát hạ huyết thệ, chỉ cần Hải Tử Minh bại, liền không hội lấy bất luận cái gì phương thức, động Tiêu gia. Ta thua rồi. Hải Tử Minh đứng ở không trung, trong mắt của hắn, cũng đầy là kinh ngạc. Thừa nhượng. Lục Minh chắp tay tay. Lục Minh đoán chừng, Hải Tử Minh thiên phú, không kém gì Đông Hoang Vương Phần Thiên, Đông Phương Ngọc bọn người. Lục Thiểu Khanh, lấy thiên phú của ngươi chiến lực, không có tham gia khí vận chi chiến, thật là đáng tiếc, bất qua khí vận chi chiến, chỉ là ta các loại quật khởi trong đó nhất cái dịch trạm mà thôi, cho dù không có tham gia, ta tướng tin, lấy thiên phú của ngươi, cũng có thể quật khởi. Hải Tử Minh liền ôm quyền, lộ ra một tia bồi phục chi sắc. Hắn rất thoải mái thản nhiên, cùng Lăng Vân không hoàn toàn khác biệt. Khách khí. Lục Minh mỉm cười. Trong lòng gật gật đầu, lúc này mới là bình thường, không có khả năng người người cũng giống như Lăng Vân không như thế, bằng không, Huyền Không Sơn thật ly diệt vong không xa. Chiến cũng đấu qua, Lăng Vân không, người ta từ nay về sau, không ai nợ ai. Thử lúc, Hải Tử Minh xem hướng Lăng Vân không nói. Lục Minh trong lòng hơi động, xem ra Hải Tử Minh là thiếu Lăng Vân không nhân tình, mới giúp hắn xuất thủ. Nói xong, Hải Tử Minh thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất trên không trung. Làm sao, ngươi còn không rời đi? Lục Minh xem hướng Lăng Vân không. Hừ, Lăng Vân không vung lên ống tay áo, hắn muốn nổi lên, đáng tiếc trước đó đã phát hạ huyết thệ, chỉ có thể cắn răng rời đi. Thậm chí, hắn về sau cũng không thể sai sử người khác tới đối phó Tiêu gia. Trong chốc lát, Huyền Không Sơn nhân đi không còn một mống. Lục Minh đi vào Tiêu gia đám người trước người, vung lên tay, chân nguyên tuôn ra, phong bế bọn hắn tu vị chân nguyên, bị Lục Minh một vừa vỡ giải hết, bọn hắn khôi phục tự do. Đa tạ Lục công tử. Tạ ơn Lục công tử ân cứu mạng. Tiêu gia đám người, hướng Lục Minh liền liền cảm tạ. Lần này, nếu là không có Lục Minh, bọn hắn hơn phân nửa mất mạng. Chư vị không cần khách khí, sau này Lăng Vân không sẽ không làm khó Tiêu gia, các ngươi đem Tiêu gia những người khác triệu hồi đi, ta đến đem Tiêu tiền bối bọn hắn tiếp trở về. Lục Minh nói. Tiêu gia đám người nhao nhao điểm điểm, từng nhóm hành động. Lục Minh đạp không mà đến, hướng về trước đó hòn đảo nhỏ kia mà đến. Theo Lục Minh ly đến, đám người vây xem, cũng tán đi, nhưng là, Lục Thiểu Khanh tên, lại truyền khắp Lật Thủy Thành, đồng thời bằng tốc độ kinh người, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tướng tin không lâu, liền hội truyền khắp Huyền Không Sơn khống chế cương vực. Lục Thiểu Khanh, rất nhiều người hiếu kỳ, đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà tại khí vận chi chiến hậu, đột nhiên xuất hiện. Đường Tiêu Chiến, A Hủy A Lôi ba người biết tin tức cụ thể về sau, đều là đại hỷ, đối Lục Minh càng là mang ơn. Lục Minh này là giải quyết triệt để chuyện này a, bọn hắn về sau có thể không cần chạy trốn. Đám người về tới Tiêu gia, Tiêu Chiến an bài người của Tiêu gia, bắt đầu trùng kiến Tiêu phủ, bởi vì lúc trước Tiêu gia tại đại chiến trung bị liên lụy, rất nhiều kiến trúc đều hủy hoại. Mà Lục Minh, tắc thì tiếp tục khổ tu. Thời gian nhoáng một cái, lại đi qua thập thiên, hắn thủy chi ý cảnh, từ từ hướng về cấp 3 đại thành tới gần. Cự ly cái khác ý cảnh, càng ngày càng gần. Này một thiên, một đầu tin tức tại Lật Thủy Thành nhanh chóng truyền bá ra. Tại Lật Thủy Thành tây một bên, có một tòa hắc thủy hồ, cái kia hắc thủy hồ chung, thế mà trường hữu một gốc tịnh thủy liên thai, hiện tại, cái kia tịnh thủy liên thai sắp chín rồi. Thế mà là tịnh thủy liên thai, đi, không thể bỏ qua. Xuất phát. Tin tức vừa truyền ra, vô số nhân ý động, hướng về Lật Thủy Thành tây bên cạnh mà đến. Bất quá cũng có rất nhiều nhân tương đối sáng suốt, cũng không có đến. Tịnh thủy liên thai chân quý bực nào, đối tu luyện thủy chi ý cảnh, hoặc là thủy thuộc tính công pháp, đều có tác dụng cực lớn, thậm chí có thể dùng cái này đột phá bình cảnh, khẳng định hội hấp dẫn rất nhiều cao tay tiến về, thậm chí rất nhiều ẩn cư nhiều năm lão quái vật,
đều sẽ xuất hiện. Không sai, tịnh thủy liên thai, tuy nhưng đối cấp 4 ý cảnh cũng vô đại dụng, nhưng đối cấp 3 ý cảnh, trợ giúp khả là tương đối lớn a, đặc biệt là cấp 3 đột phá cấp 4, tác dụng vô cùng lớn, đến thì cao thủ nhiều như mây, chúng ta đi, cũng là chịu chết. Những người này cười lạnh, cũng không có khởi hành, chỉ là tại Lật Thủy Thành các loại tin tức. Tịnh thủy liên thai. Lục Minh nghe được cái tin tức này, đôi mắt lóe ánh sáng. Tịnh thủy liên thai, hắn nhất định phải đạt được. Chỉ cần đạt được tịnh thủy liên thai, hắn thủy chi ý cảnh, trong thời gian ngắn liền có thể có cực lớn tiến triển, thậm chí siêu việt cái khác 4 loại ý cảnh, cái sau vượt cái trước. Nếu như vậy, hắn tu vị, lại có thể bắt đầu tăng lên. Đã hơn nửa năm, hắn tu vị đều không có đề thăng, hiện tại cái khác tham gia khí vận chi chiến thiên kiêu, đều đang bế quan khổ tu, tiêu hóa đoạt được, tu vị tất nhiên tiến triển thần tốc. Lục Minh phỏng đoán, như đế thần, huyết kiếm nhất, nào đồ đám người tu vị, khẳng định vượt xa hắn. Lục Minh nhất định phải đem thủy chi ý cảnh nhanh lên tăng lên thượng đến, tu vị mới có thể tiếp tục tăng lên. Lập tức, Lục Minh hướng Tiêu Chiến, A Hủy A Lôi mấy người cáo tử. Hắn tại Tiêu gia, tại Lật Thủy Thành ở đủ lâu rồi, là nên rời đi. Lục đại ca, ngươi về sau còn sẽ tới xem chúng ta sao? A Hủy lưu luyến không rời nhìn xem Lục Minh. A Lôi không nói gì, nhưng ánh mắt cũng là như thế, lưu luyến không rời. Sẽ, có thời gian, hội tới thăm đám các người cần phải hảo hảo tu luyện, nếu có cái gì sự tình, cho ta truyền ngôn liền là. Lục Minh cười một tiếng, hướng Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó đằng không mà lên, rời khỏi nơi này, hướng về Hắc Thủy Hồ phương hướng phi đến. Hắc Thủy Hồ, tại Lật Thủy Thành Tây bên cạnh mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Hắc Thủy Hồ không lớn, phương viên chỉ có chừng trăm dặm, đường Lục Minh chạy đến thời điểm, Hắc Thủy Hồ bốn phía, đã bu đầy người, những người này, không chỉ có riêng là Lật Thủy Thành, đến từ các nơi. Nam nữ già trẻ đều có, rất nhiều nhân khí tức cường đại, tu vị cao thâm. Cái kia là Lục Thiểu Khanh. Lục Minh đến, gây nên rối loạn tương bừng, có nhân nhận ra hắn. Rất nhiều người xem hướng hắn, tràn đầy ngưng trọng cùng đề phòng. Lục Minh chiến lực cực kỳ khủng bố, liền Hải Tử Minh đều không phải là đối thủ của hắn, tại linh thai cảnh bên trong, có thể nói ít có địch tay. Này là nhất đại cường lực cạnh tranh đối thủ. Lục Minh không để ý hội ánh mắt của mọi người, hướng về Hắc Thủy Hồ thượng xem đến. Hắc Thủy Hồ, thật là như danh tự giống nhau, nước hồ là màu đen, nghe nói, hồ nước này, có kịch độc, cho dù là linh thai cảnh cường giả, nhiễm đến, vậy là cực kỳ hung hiểm. Tại Hắc Thủy Hồ ở giữa, có một đóa màu xanh đài sen, này lúc, chính tràn ngập ra cường thịnh mùi thuốc. Cái này là tịnh thủy liên thai, bất quá hiển nhiên, tịnh thủy liên thai còn không có hoàn toàn thành thục. Tịnh thủy liên thai là một loại kỳ lạ linh dược, nó như chưa hoàn toàn chín muồi, hái rơi xuống, không chỉ có không là linh dược, phản mà là độc dược, kịch độc. Chỉ có hoàn toàn chín muồi chi lúc, mới là linh dược, đối tu luyện thủy thuộc tính công pháp hòa thủy chi ý cảnh, trợ giúp cực lớn. Tới thật nhiều cao thủ, xem ra chúng ta không đùa. Các ngươi xem, cái kia là Lục Thiểu Khanh, cái kia khả là đánh bại Hải Tử Minh Thiên Kiêu, chiến lực cực kỳ khủng bố. Còn có không ít linh hải cảnh viên mãn nhân vật. Thông thường linh hải viên mãn, còn không tính là gì, trong đó khả là có mấy lão quái vật cấp bậc cường giả. Bốn phía, rất nhiều nhân tài nhỏ giọng nghị luận, có một số người than thở, biết mình không có hy vọng. Cái gọi là lão quái vật cấp bậc cường giả, là đối linh thai cảnh chung, nhất chút ít cực kỳ đáng sợ tồn tại xưng hô. Tại linh thai cảnh viên mãn chung, có số ít người, đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch, lại kẹt tại linh thai viên mãn, không có đột phá linh thần cảnh, lại sống tháng năm dài đằng đẵng, tất cả phương diện đều nhân vật hết sức đáng sợ, mới được xưng là lão quái vật. Những người này, khả không như bình thường linh thai viên mãn, bọn hắn niên khinh lúc, đều là thần cấp thiên kiêu. Nhưng muốn đột phá linh thần, rất khó, rất nhiều thần cấp một cấp, thần cấp cấp hai huyết mạch thiên kiêu, tu luyện tới linh thai cảnh cực hạn, sẽ bị kẹp lại, cả một đời khó mà đột phá, những người này, mới là linh thai cảnh chung, đáng sợ nhất, chiến lược cực kỳ kinh khủng. Hôm nay hiện trường, liền xuất hiện mấy cái nhân vật như vậy. Đồng thời, nhân mấy còn không ngừng tăng nhiều. Cái kia là Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu chi nhất Dương Thông. Còn có thập đại thiên kiêu chi nhất Mậu Không. Có nhân kinh hô, nhìn xem không chung. Tại đồ vật hai bên, đều có một thanh niên đạp không mà tới, khí tức uy nghiêm, khí độ bất phàm. Lục Minh trong lòng hơi động. Trong khoảng thời gian này, hắn đối Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu, vậy có hiểu biết. Dương Thông, thập đại thiên kiêu bài danh thứ tư, Mậu Không, thứ sáu, đều là phi thường cường đại thiên kiêu nhân vật.
Không nghĩ tới, Tịnh Thủy Liên Thai, đem Huyền Không Sơn thiên kiêu nhân vật, đều hấp dẫn tới. Rất nhiều lão quái vật ánh mắt, đều ngưng trọng nổi dậy. Như Dương Thông, Mậu Không bực này thiên kiêu, tu vi cảnh giới tuy nhưng không bằng bọn hắn, nhưng bực này thiên kiêu, nó chiến lực, căn bản không thể theo lẽ thường đến xem. Đám người lặng lặng chờ đợi, nhân vậy càng ngày càng nhiều. Tầm nửa ngày sau, Tịnh Thủy Liên Thai đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, mùi thuốc nồng nặc, coi như cách xa nhau trăm dặm, đều có thể ngửi được. Tịnh Thủy Liên Thai thành thục. Vô số trong mắt người, bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang. Bá, bá, bá. Trong chốc lát, tối thiểu có vài trăm người, hướng về Hắc Thủy Hồ vọt lên trải qua đến. Cút ngay, Tịnh Thủy Liên Thai là ta. Muốn chết, là ta. Chết là ngươi. Tiếng giống giận dữ vang lên, các loại quang mang không ngừng bộc phát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tiên máu nhuộm đỏ Hắc Thủy Hồ. Rầm rầm. Kinh khí khuấy động, Hắc Thủy Hồ nước hồ lăn lộn, vang khắp nơi. A. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, có nhân bị Hắc Thủy Hồ nước hồ tung tóe đến trên thân, thế mà phát ra suy suy thanh âm, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn. Không tốt, cẩn thận, hồ nước này có kịch độc. Rất nhiều người sợ hãi giống, vận chuyển chân nguyên hộ thân. Nhưng này nước hồ kịch độc vô cùng, tung tóe đến chân nguyên bên trên, liền chân nguyên đều muốn bị nhanh chóng ăn mòn rơi. Cho ta xuống đến. Tiếng giống giận dữ không ngừng, có nhân bị đánh xuống trong hồ, bị nước hồ bao phủ, hộ thân chân nguyên bị nhanh chóng ăn mòn, cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hài cốt không còn. Rất nhiều nhân kinh hãi, bắt đầu lui lại, không dám xông về phía trước. Quá nguy hiểm, vừa rồi cứ như vậy nhất hội, liền có hơn trăm người tử đến, đều là linh thai cảnh trở lên cường giả. Những linh thai cảnh kia trở xuống vũ giả, căn bản không dám xông lên đến, chỉ cần bị nhất giọt nước hồ tung tóe đến, đó là một con đường chết. Nhưng y nguyên có rất nhiều nhân xông về phía trước, đều là cao thủ, một chút quét đến, cơ hồ đều là linh thai lục trọng trở lên cường giả. Đột nhiên, nước hồ lăn lộn, theo Hắc Thủy Hồ chung xuất hiện mấy đầu to lớn sinh linh. Đây là một loại màu đen cự xà, có vảy chi chít, ánh mắt rét lạnh, thô to vô cùng, mỗi một đầu, đường kính đều vượt qua 10 mét. Màu đen cự xà lăn lộn, nước hồ kịch liệt cuồn cuộn, kích thích ngàn cơn sóng, bọt nước hướng về rất nhiều người quyền đến, liền lúc, có rất nhiều nhân bị cuốn vào trong hồ nước, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắc Thủy Huyền Xà, là Hắc Thủy Huyền Xà. Có nhân hoảng sợ kêu to. Soạt. Hắc Thủy Huyền Xà vốn là cấp 7 cấp cao nhất yêu thú, tại Hắc Thủy Hồ Trung, càng là như cá gặp nước, vô cùng kinh khủng. Hắc Thủy Hồ Trung, hết thảy xuất hiện 6 đầu Hắc Thủy Huyền Xà, đem Tịnh Thủy Liên Thai hộ ở giữa, cái đuôi quét qua, mang theo thao thiên cự lãng, không người nào dám đón đỡ, nhao nhao tránh né. Nhiệt xúc, muốn chết. Có mấy cái tóc trắng xóa lão giả, đánh ra từng đạo thần quang, đem nước hồ đánh tan, sát hướng Hắc Thủy Huyền Xà. Là lão quái vật cấp bậc cường giả xuất thủ. Có nhân kêu lên. Mấy cái lão giả, vô cùng cường đại, viễn siêu thông thường linh thai viên mãn. Cùng lúc, mọi người thấy, Dương Thông cùng Mậu Không, vậy vô cùng cường đại, cực tốc xông về trước, cùng Hắc Xà Huyền rắn đại chiến. Còn có nhất chút ít linh thai viên mãn, linh thai cửu trọng, bát trọng cường giả, vậy liều mạng xông về phía trước, Hắc Thủy Hồ bên trên, đại chiến không ngừng, hỗn loạn tương bừng. Lục Minh hỗn tại đám người, vậy xông về trước đến. Hắn có thôn phệ chi lực, không sợ nước hồ kịch độc. Bất quá hắn không có vội vã xông về phía trước, mà là lẫn trong đám người, thi triển thôn phệ chi lực. Rất nhiều cao thủ bị kích sát, này khả là khổng lồ tài nguyên, Lục Minh làm sao hội lãng phí. Bàn tay hư nắm, cường đại thôn phệ chi lực bộc phát, bao phủ cái kia chút ít bị kích sát người, liền lúc, cuồn cuộn tinh huyết, chân nguyên, ý cảnh phù văn các loại, toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ sạch sẽ. Cửu Long huyết mạch bắt đầu không ngừng luyện hóa, Lục Minh thủy chi ý cảnh, bắt đầu cấp tốc tăng lên. Trên mặt hồ, đại chiến vô cùng kịch liệt, đối mặt nhiều như vậy cao thủ vây công, Hắc Thủy Huyền Xà vậy không chống nổi, thân thể to lớn, hiện đầy vết thương, thậm chí có hai đầu Hắc Thủy Huyền Xà bị kích sát, to lớn thi thể phù ở trên mặt hồ. Còn lại mấy đầu Hắc Thủy Huyền Xà, chìm vào trong hồ nước. Tịnh Thủy Liên Thai là ta. Hắc Thủy Huyền Xà vừa lui, rất nhiều nhân bắt đầu điên cuồng, cực tốc hướng về Tịnh Thủy Liên Thai xông lên đến. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thu hoạch được Tịnh Thủy Liên Thai, muốn chết. Nhất cái Lam Phát lão giả gầm thét, ngón tay liền níu, mấy cái linh thai bát trọng, linh thai cửu trọng cường giả bị xé nứt, bị đánh giết ở đây. Quá mạnh, ông lão tóc lam này thực lực, xa tại thông thường linh thai viên mãn phía trên, là một lão quái vật cấp bậc cường giả.
cái khác mấy cái phương hướng, đều có dạng này cường giả, ra sức hướng về Tịnh Thủy Liên Thai sông lên đến. Trong đó, Dương Thông, Mậu Không, vậy cường đại vô địch, không kém gì những lão quái vật kia. Bá. Này lúc, Lục Minh vậy bắt đầu động, thân hình như lưu quang, hướng về Tịnh Thủy Liên Thai sông lên đến, tốc độ cực nhanh, đem rất nhiều nhân bỏ lại đằng sau. Lưu lại cho ta. Bỗng nhiên, hai đạo đáng sợ công kích, hướng về Lục Minh công đến. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện công kích hắn là hai cái lão giả, này hai cái lão giả, có linh thai viên mãn tu vị, bất quá chỉ là phổ thông linh thai viên mãn mà đã. Muốn chết. Lục Minh quát lạnh, bàn tay trái thôn phệ chi lực bộc phát, bao phủ hai cái lão giả, tay phải điểm ra hai ngón tay, hai đạo thương mang hiển hiện, hướng về hai cái lão giả điểm đến. Không tốt, lui. Bị thôn phệ chi lực bao phủ, hai cái lão giả cảm giác toàn thân tất cả năng lượng đều muốn bị thôn phệ xuất đến, một thân thực lực, căn bản khó mà phát huy, cùng lúc, hai đạo thương mang, vô cùng kinh khủng, cấp hai người uy hiếp chí mạng. Hai người gầm thét, ánh mắt bên trong hiện lên kinh hãi vô cùng quang mang, bọn hắn biết đụng phải đáng sợ thiên kiêu. Nhưng này thì muốn lui, đã chậm. Hai đạo thương mang, chớp mắt đến trước mắt của hai người. Tha mạng. Hai người kêu to, nhưng sau một khắc, liền bị thương mang xuyên thủng mi tâm. Thôn phệ chi lực bộc phát, đem hai cái lão giả một thân tinh hoa, toàn bộ thôn phệ. Phổ thông linh thai viên mãn, Lục Minh lật thủ liền có thể chấn sát. Bá. Lục Minh thân hình khẽ động, xông về trước đến, tốc độ cực nhanh, rất mau liền vọt tới phía trước nhất. Tử. Lạnh lẽo tiếng giống truyền đến, đáng sợ móng vuốt nhọn hoắt, hướng về Lục Minh bao phủ mà đến. Lục Minh không chút do dự, một trường bổ ra. Đụng. Bàn tay của hắn bổ tại một cái màu lam trên móng vuốt, thân hình hắn chỉ là hơi chao đảo một cái, mà đối phương lại bị hắn đánh cho liền lùi lại. Lục Minh xem xét, là ông lão tóc lam kia, một lão quái vật cấp bậc cường giả. Này lúc, lão giả này xem hướng Lục Minh, ánh mắt ngưng trọng chi cực. Lão giả này không nghĩ tới, một thanh niên, cư nhiên như thế cường đại. Lục Minh quét mắt nhìn hắn một cái, không có tiếp tục xuất thủ, mà là hướng về Tịnh Thủy Liên Thai sông lên đến. Cái khác mấy cái phương hướng, đã có nhân sắp tới gần. Lam phát lão giả sắc mặt một trận biến ảo, cũng không có tiếp tục xuất thủ, xông lên hướng Tịnh Thủy Liên Thai. Đỉnh đầu hắn hiện ra một cái màu lam thần ưng, có nhất đạo kim sắc mạch luân hiển hiện, hắn thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thân màu lam thần ưng, nhào hướng Tịnh Thủy Liên Thai. Bốn phương tám hướng, hết thảy có thất thân ảnh, tới gần Tịnh Thủy Liên Thai. Dương Thông, Mậu Không, Lục Minh, còn có tứ cái lão giả. Thất người tốc độ nhất nhanh, tới gần Tịnh Thủy Liên Thai. Cút ngay. Lăn chính là ngươi, tử. Bảy người lẫn nhau quên một chút, đại chiến bỗng nhiên bạo phát, đáng sợ công kích, hướng về đối phương chút xuống mà đến, một trận hỗn chiến bộc phát. Bất quá tất cả mọi người cố ý tránh đi Tịnh Thủy Liên Thai, kinh khí không có hướng Tịnh Thủy Liên Thai lạc đến. Oanh, oanh, oanh minh không ngừng, các loại quang mang bay tán loạn. Tê lạp. Một cái màu lam thần ưng hướng về Lục Minh tấn công mà tới, kình phong đáng sợ. Lại là ông lão tóc lam kia. Lão gia hỏa, muốn chết. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, vũ sắc quang mang bắn ra, vận chuyển chấn mục thiên công, một trường bổ ra. Đụng. Một trường bổ tại màu lam thần ưng bên trên, trực tiếp đem thần ưng ưng chảo chấn chia năm xẻ bảy, đáng sợ kình khí, trùng kích mà xuất, màu lam thần ưng toàn bộ sụp đổ ra, lam phát lão giả thân ảnh lại xuất hiện. Trong miệng tiên huyết cuồng phun, thân hình cực tốc lui lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếp theo, đáng sợ thôn phệ chi lực đem hắn bao phủ, Lục Minh cước bộ đạp mạnh, liền xuất hiện tại lam phát lão giả trước người, một trường bổ ra. Chờ một chút, tha mạng. Lam phát lão giả hoảng sợ kêu to, nhưng Lục Minh bàn tay không ngừng, lực bổ xuống. Két sát. Lam phát lão giả thân thể nổ ra một cái động lớn, tiên huyết chảy ròng, nhưng nhất thì còn chưa chết, muốn liều mạng đào tẩu. Hiện tại, hắn căn bản quản không là cái gì Tịnh Thủy Liên Thai, hắn một lòng muốn chạy trốn, đào mệnh. Nhưng Lục Minh lại há sẽ để cho hắn đào tẩu. Đụng. Một cước bước ra, cửu long đạp không bộ lực lượng bộc phát, lam phát lão giả kêu thảm, bốn phần không nứt. Sau đó, lam phát lão giả hết thảy tinh hoa, bị Lục Minh thôn phệ. Lam phát lão giả chỉ là thức tỉnh thần cấp một cấp huyết mạch mà thôi, lại há là Lục Minh đối thủ. Cho dù tu vị so Lục Minh cao hai cấp độ, vậy là bị khinh dễ chảm sát. Hậu phương, cái khác truy kích mà đến nhân, quá sợ hãi. Lục Minh quá kinh khủng, một lão quái vật cấp bậc cường giả, cứ như vậy bị đánh chết. Bọn hắn xem hướng Lục Minh,
ánh mắt mang theo sợ hãi. Này lúc, Tịnh Thủy liên thai tranh đoạt, còn tại kịch liệt tiến hành. Dương Thông cùng Mậu Không liên tay, đại chiến tam lão quái vật, đem tam lão quái vật ép tại hạ phong. Bá! Lục Minh đạp bộ mà xuất, tới gần Tịnh Thủy liên thai. Lục Thiểu Khanh! Dương Thông ánh mắt hướng về Lục Minh quét tới, mang theo một tia ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn đã biết Lục Minh đánh bại Hải Tử Minh một chuyện. Hải Tử Minh thực lực, không yếu hơn hắn, Lục Minh có thể đánh bại Hải Tử Minh, hắn vậy không có nắm chắc. Lục Minh đạm mạc quét đám người một chút, đạp bộ mà xuất, xòe bàn tay ra, hướng về Tịnh Thủy liên thai bắt đến. Mơ tưởng! Mậu Không lãnh quang chớp liên tục, trong tay trường mâu, hướng về Lục Minh đâm ra. Lục Minh bổ ra một trường, Mậu Không thân thể chấn động, về phía sau liền lùi lại. Oanh! Tiếp theo, Lục Minh đấm ra một quyền, một lão quái vật nôn huyết trở ra. Từng tia, rất nhiều người hít vào khí lạnh. Lục Minh quá mạnh, Mậu Không, lão quái vật cấp bậc cường giả, tại Lục Minh trên tay đều bị khinh dễ kích thương, không người khả ngăn trở. Tốt nhất đừng muốn chết. Lục Minh ánh mắt quét qua, mấy lão quái vật, còn có Dương Thông, Mậu Không, sắc mặt đều biến rất khó coi. Lục Thiểu Khanh, ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy ở đây, chưa hẳn sợ ngươi. Mậu Không nói. Này lúc, bốn phương tám hướng, đã có rất nhiều cao thủ xuất hiện, bất quá bọn hắn quan sát từ đằng xa, không dám tới gần. Các ngươi có thể thử một chút. Lục Minh lạnh lùng nói. Dương Thông, Mậu Không, ta đề nghị chúng ta liên thủ, đánh lui người này về sau, chúng ta tại bằng bản sự cướp đoạt Tịnh Thủy liên thai, không tắc thì Tịnh Thủy liên thai bị người này đến, chúng ta một chút canh đều uống không đến. Một lão quái vật nói. Tốt, ta đồng ý. Mậu Không gật đầu. Dương Thông nhướng mày, Lục Minh bực này thiên kiêu, như không tất yếu, hắn không muốn đắc tội. Dương Thông, ngươi đâu này? Mậu Không xem hướng Dương Thông. Dương Thông trầm ngâm một chút, thế mà sau này liền lùi lại mấy bộ, nói Tịnh Thủy liên thai tuy nhưng chân quý, nhưng đối ta cũng không có tác dụng quá lớn, này đài sen, ta không tranh giành. Tốt, này khả là ngươi nói. Mậu Không nhãn tình sáng lên. Dương Thông là nhất cái lợi hại đối thủ, hiện tại rời khỏi, chờ một chút chỉ cần bọn hắn đánh bại Lục Minh, liền có thể ít nhất cái cường lực đối thủ. Tại Mậu Không trong lòng, nơi này lớn nhất đối thủ là Lục Minh, sau đó là Dương Thông, về phần mấy lão quái vật, Mậu Không cũng không sợ. Mấy lão quái vật con mắt vậy là sáng lên, sau đó nhao nhao xem hướng Lục Minh. Hiện tại, chỉ cần giải quyết Lục Minh là có thể. Oanh, oanh, oanh. Cuồng bạo khí tức, bay lên, Mậu Không, còn có tam lão quái vật đỉnh đầu, đều hiện lên xuất ánh sáng óng ánh huy, các loại huyết mạch nổi lên. Tam lão quái vật, trong đó hai người, là thần cấp 2 huyết mạch, còn có một người, là thần cấp 1 cấp huyết mạch, mỗi nhất cá nhân, đều là linh thai viên mãn cực hạn tu vị. Mà Mậu Không, tắc thì là thần cấp 6 huyết mạch, mà tu vị, là linh thai bát trọng hậu kỳ, nhưng khí tức mạnh, so bất luận cái gì một lão quái vật, đều mạnh hơn. Cơ hồ là cùng lúc, bốn người thi triển huyết mạch dung hợp, hướng về Lục Minh công kích mà đến. Giống. Lục Minh trong cơ thể, có long ngâm phát ra, Lục Minh bộc phát ra một đạo long lực, bên ngoài thân có một tầng ánh sáng màu tím tràn ngập. Long lực bộc phát, lực lượng đại tăng, Lục Minh đạp bộ mà xuất, liên tục oanh ra mấy quyền. Oanh, 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 oanh. Không gian chấn động, đáng sợ quyền kình, chia ra tấn công vào bốn người. Tam lão quái vật trực tiếp bị đánh lui, chỉ có Mậu Không hảo nhất chút ít, nhưng cũng bị kích liền lui về phía sau. Ánh sáng năm màu bao phủ cái song quyền, vận chuyển chấn mục thiên công, uy lực đáng sợ vô cùng. Theo thủy chi ý cảnh tăng lên, năm loại ý cảnh cùng thì bộc phát, uy lực càng ngày càng mạnh. Đấm ra một quyền, tựa hồ có thể băng diệt hết thảy. Chiến, chiến. Lục Minh thét dài, chiến ý bắn ra, quang mang lóng lánh, như một tôn thanh niên chiến thần thông thường. Hắn lôi kéo khắp nơi, quyền mang chấn không, lấy lực lượng một người, đem bốn người ép tại hạ phong. Không gian oanh minh, liên tục vang lên mấy chục tiếng nổ. Cách đó không xa, Dương Thông chấn động vô cùng, sau đó cười khổ. Không hổ là có thể đánh bại Hải Tử Minh nhân vật, hắn không là đối thủ. Càng xa xôi, những người khác càng thêm chấn kinh. Lục Minh thế mà lấy lực lượng một người, áp chế tứ đại cao thủ. Phải biết, ở trong mắt người bình thường, lão quái vật cấp bậc cường giả, cơ hồ là linh thai cảnh vô địch tồn tại, bọn hắn đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch. Lại không có thể bước vào linh thần cảnh, tu luyện chí ít vậy là đã ngoài ngàn năm, có chút ít thậm chí tu luyện năm 2000 năm 3000 năm, kinh khủng bực nào.
Hơn nữa còn tăng thêm nhất cái yêu nguyệt thiên kiêu Mậu Không, bốn người liên thủ, thế mà còn không là Lục Minh đối thủ. Mấy chục chiêu thoáng qua một cái, Mậu Không bốn người, rốt cục ngăn cản không nổi, tại Lục Minh đáng sợ quyền kình áp bách dưới, nhao nhao hóa thành nhân hình, thân thể chập trùng, khí tức suy yếu. Bọn hắn bao nhiêu đều thụ thương. Này lúc, bốn người bọn họ kinh hãi vô cùng, xem hướng Lục Minh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tam đẳng thiên kiêu, này Lục Thiểu Khanh, tuyệt đối đã đạt tới tam đẳng thiên kiêu chiến lực. Không sai, thậm chí có chút ít yếu tam đẳng thiên kiêu, đều chưa hẳn có sức chiến đấu cỡ này. Tam đẳng thiên kiêu A, này khả là đứng tại Trung Châu Đại Địa, đứng đầu nhất một nhóm người. Huyền Không Sơn, cũng liền tam cái mà thôi. Bốn phía, truyền ra trận trận nghị luận. Không người nào dám tiến lên, cho dù Tịnh Thủy Liên Thai đang ở trước mắt, bọn hắn cũng không dám tiến lên. Thông thường linh thai viên mãn, tại Lục Minh sức chiến đấu cỡ này trước mặt, lật thủ liền khả kích sát, ai dám lên trước. Lục Minh quét đám người một chút, sau đó đạp bộ hướng về phía trước, hướng về Tịnh Thủy Liên Thai đi đến. Mậu Không, còn có mấy lão quái vật, cũng không có động, tuy nhưng trong lòng bọn họ có chỗ không cam lòng, nhưng biết, lần này, Tịnh Thủy Liên Thai là Lục Minh, không người khả cùng Lục Minh tranh phong. Soạt, liền tại này lúc, nước hồ lăn lộn, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, một ngụm đem Tịnh Thủy Liên Thai nuốt vào trong miệng, sau đó chui vào trong nước. Một con cự xà, Hắc Thủy Huyền Xà. Không, cái kia không là Hắc Xà Huyền Rắn, so Hắc Thủy Huyền Xà to lớn hơn, khí tức càng thêm kinh người, là Hắc Thủy Huyền Xà bên trong vương, Hắc Thủy Vương Xà. Muốn chết, Lục Minh quát lạnh, cước bộ liền đạp. Cửu Long đạp thiên bộ cuồng bạo mà xuất, lực lượng đáng sợ, đánh vào Hắc Thủy Hồ bên trong. Ầm ầm, cả tòa Hắc Thủy Hồ đều chấn động nổi dậy, sóng lớn quái dị. A, à, không tốt, Lục Thiểu Khanh nổi điên, đi, đi. Mau lui lại. Bốn phía, những cường giả kia hoảng sợ hướng về không trung phi đến, sau đó hướng ven bờ hồ phi đến. Nước hồ lăn lộn, sóng lớn quái dị, lực lượng đáng sợ oanh kích, đầu kia Hắc Thủy Vương xà thân ảnh nhược hiện. Lục Minh vung tay lên, không trung ngưng tụ ra mấy trăm thanh trường thương, hướng về trong hồ nước bắn đến. Hắc Xà Vương xà hét giận dữ một tiếng, xông ra Hắc Thủy Hồ, hướng về bên bờ phi đến. Không là Hắc Thủy Vương xà, là nhân. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Này Hắc Thủy Vương xà, cũng không phải là chân chính Hắc Thủy Vương xà, mà là có người huyết mạch là Hắc Xà Vương xà huyết mạch, thi triển huyết mạch dung hợp. Người này thật nặng tâm cơ, tự thân huyết mạch là Hắc Thủy Vương xà, cho nên không sợ Hắc Thủy Hồ thủy kịch độc, đã sớm lẻn vào đến đáy hồ, tùy thời cướp đoạt Tịnh Thủy Liên Thai. Nhưng Lục Minh lại thế nào sẽ để cho người này khinh dễ thoát thân? Cước bộ đạp mạnh, thân như lưu quang, hướng về Hắc Thủy Vương xà truy đến. Liền tại Hắc Thủy Vương xà muốn chạy trốn xuất Hắc Thủy phạm vi thời điểm, không trung một đạo trắng xóa đao quang hướng về Hắc Thủy Vương xà chạm đến. Đạo này đao quang đáng sợ vô cùng, tản mát ra rét lạnh thấu xương hơi lạnh. Hắc Xà Vương xà kinh hãi, thân rắn to lớn cuốn một cái, một lần nữa hóa thành nhân hình. Này là một người có mái tóc đều mau rơi sạch lão giả, đôi mắt âm trầm, tránh đi đao quang, liền muốn theo một bên khác trốn ly. Nhưng giờ phút này, Lục Minh đã đuổi tới, đấm ra một quyền, quyền mang bao phủ lão giả, đem hắn kích thân thể lớn chấn, thân thể bị ngăn cản ở. Hắc Thủy lão quái, có nhân kinh hô, nhận ra lão giả này. Lão giả này, thức tỉnh huyết mạch, thế mà là thần cấp 3, nhưng không biết nguyên nhân gì, không có đột phá linh thần cảnh, nhưng chiến lược lại cực kỳ cường đại, tại Huyền Không Sơn phiến khu vực này, đều phi thường nổi danh. Tê lạp rồi. Này lúc, bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, rất nhiều người ánh mắt quét qua, mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, hiện tại cái kia đạo đao mang, không có chém trúng Hắc Thủy lão quái, mà là chém xuống tại Hắc Thủy hồ bên trên. Này lúc, cả tòa Hắc Thủy hồ thế mà đều bị đông cứng nổi dậy, trăm dặm Hắc Thủy hồ, hóa là nhất tòa băng hồ. Một cái cao lớn khôi ngô thanh niên, đạp không mà tới, xuất hiện tại Hắc Thủy lão quái một phương khác, cùng Lục Minh phân lập hai bên, đem Hắc Thủy lão quái vây vào giữa. Sở Cuồng, là Sở Cuồng. Có nhân kinh hô. Sở Cuồng thế mà cũng tới, lần này có nhìn. Chẳng lẽ Sở Cuồng vậy nhìn chúng Tịnh Thủy Liên Thai? Rất nhiều người khiếp sợ cùng lúc, vậy hai mắt tỏa ánh sáng. Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu bài danh thứ hai Sở Cuồng xuất hiện. Sở Cuồng dáng người khôi ngô, mặc tùy thời, gánh vác một thanh chiến đao, ánh mắt trực tiếp lướt qua Hắc Thủy lão quái, lạc tại Lục Minh trên thân. Ngươi liền là Lục Thiểu Khanh? Sở Cuồng hỏi. Không sai. Lục Minh gật đầu. Nghe nói ngươi đánh bại Lăng Vân Không, Hải Tử Minh. Sở Cuồng lại hỏi.
Không sai, chẳng lẽ ngươi muốn vì bọn họ ra mặt? Lục Minh nói. Ha ha ha. Sở Cuồng chợt cười to nổi dậy, nửa ngày mới nói, vì bọn họ ra mặt. Làm sao có thể, Như Lăng Vân không loại kia nhân vật, nếu là bị ta đụng phải hắn đánh lấy Huyền Không Sơn danh nghĩa làm sằng làm bậy, ta trực tiếp một đao đem hắn chặt. Lục Minh ánh mắt khẽ động, không nói gì. Sở Cuồng tên, lúc trước hắn cũng nghe qua, Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu bài danh thứ hai, vô cùng cường đại, thiên phú tuyệt thế. Cùng lúc, này nhân sinh tính buông thả, không bị trói buộc, ưa thích kết giao bằng hữu. Này thì xem ra, xác thực không giống là Lăng Vân không loại kia nhân vật có thể so. Ta hôm nay chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải bực này thú vị sự tình, ta cái này nhân thích nhất tìm cao thủ luận bàn, Lục Thiểu Khanh, theo giúp ta một trận chiến đi, liền lấy này gốc Tịnh Thủy Liên Thai tác làm tiền đặt cuộc, ngươi thắng, Tịnh Thủy Liên Thai ngươi cầm đến, ta thắng, Tịnh Thủy Liên Thai quy ta, như thế nào? Sở Cuồng nhìn xem Lục Minh nói, vẫn không có xem Hắc Thủy lão quái một chút. Hảo! Lục Minh gật đầu, không do dự, trực tiếp đáp ứng. Sở Cuồng người này, rõ ràng là hiếu chiến người, Lục Minh biết, đối mặt dạng này nhân, tránh chiến là vô dụng, chẳng cùng một trận chiến, chỉ cần chiến lược so với đối phương cường đối phương tự nhiên tâm phục. Oanh, oanh! Lục Minh cùng Sở Cuồng hai người, khí tức trên thân bộc phát ra, xa xa giằng co. Linh thai cửu trọng tiền kỳ, quả nhiên lợi hại. Lục Minh ánh mắt khẽ động, Sở Cuồng tu vị, đã đạt đến linh thai cửu trọng tiền kỳ. So với lúc trước khí vận chi chiến thì đế thần còn cao, đương nhiên, tu vị cao, chưa hẳn đại biểu cho chiến lực của hắn, liền có thể mạnh hơn đế thần. Đáng giận. Hắc thủy lão quái bị hai người kẹp ở giữa, sắc mặt trở nên rất khó coi, hai người này muốn đả, hoàn toàn đem hắn không để ý đến. Này lúc, hắn cắn răng, hướng về một bên sông ra, muốn thừa cơ trốn ly. Cũng liền tại này lúc, Lục Minh cùng Sở Cuồng hai người động, nhao nhao hướng về hắc thủy lão quái công đến. Đáng sợ kinh khí, bao phủ hắc thủy lão quái, hắc thủy lão quái sắc mặt trong nháy mắt tuyết trắng. Hắc thủy lão quái bộc phát toàn lực, ra sức trùng kích, nhưng theo Lục Minh cùng Sở Cuồng hai người oanh ra kinh khí, không ngừng lạc ở trên người hắn, nhượng thân thể của hắn chấn động mãnh liệt. Lục Minh cùng Sở Cuồng, tại cách hắc thủy lão quái giao phong. Hắc thủy lão quái cho dù lại cường đại, đã thức tỉnh thần cấp cấp 3 huyết mạch, tu luyện mấy ngàn năm, nhưng này thì tại Lục Minh cùng Sở Cuồng hai đại thiên kiêu trong lúc giao thủ. Y nguyên thê thảm vô cùng, căn bản xông lên không đến, phản mà tại hai người giao phong chung, bị oanh phi đến, trong miệng tiên huyết cuồng phun. Oanh, oanh, oanh. Lục Minh song quyền không ngừng oanh kích, từng đạo quyền mang, như lưu tinh hướng về phía trước oanh đến, mà Sở Cuồng bàn tay không ngừng bổ ra, từng đạo rét lạnh thấu xương đao mang, bạo chạm mà xuất. Đáng thương hắc thủy lão quái kẹp ở giữa, liều mạng ngăn cản, vô cùng thê thảm. Bốn phía, vây quan người đưa mắt nhìn nhau. Không khỏi có chút ít đồng tình hắc thủy lão quái. A, ta không cần Tịnh Thủy Liên Thai, ta cho các ngươi. Hắc thủy lão quái xuất ra Tịnh Thủy Liên Thai, ném hướng nơi xa. Lục Minh cùng Sở Cuồng đều cố ý tránh đi Tịnh Thủy Liên Thai, mà hắc thủy lão quái vậy thừa cơ xông ra trùng vây, xa xa chạy ra, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem giữa sân. Ha ha, thiếu đi cái vướng tay ra hỏa, vừa vặn toàn lực một trận chiến. Sở Cuồng cười to, phía sau chiến đao ra khỏi vỏ. Càng thêm đáng sợ rét lạnh đao mang bạo chảm mà xuất. Tới tốt lắm. Lục Minh ánh mắt lộ ra chiến ý, đại bộ hướng về phía trước, đem chấn ngục thiên công uy lực chậm rãi tăng lên, cùng Sở Cuồng đại chiến. Về phần lạc ở một bên Tịnh Thủy Liên Thai, không người nào dám động. Tất cả mọi người biết, nếu là có nhân dám thừa này cơ hội đến cướp đoạt Tịnh Thủy Liên Thai, lập tức liền hội xa vào đến hắc thủy lão quái vừa rồi kết quả, bọn hắn cũng không có nắm chắc tại hai đại thiên kiêu trong lúc giao thủ sống sót. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Sở Cuồng rất mạnh, linh thai cửu trọng tiền kỳ tu vị, thức tỉnh huyết mạch, tuyệt đối không yếu, rất có thể là thần cấp cấp 7 huyết mạch. Lục Minh cảm giác, Sở Cuồng là cùng huyết kiếm nhất, ngao đổ ngang cấp thiên kiêu, đồng cấp một trận chiến, không thể so với huyết kiếm nhất, ngao đổ bọn người yếu, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Tê Lạp, Sở Cuồng chiến đao chém ra, đáng sợ đao mang chém qua, không gian xuất hiện một đầu trắng bóng băng tinh. Hắc thủy hồ bên trên, tầng băng vậy càng ngày càng dày. Thế mà đem băng chi ý cảnh, tu luyện tới cảnh giới như thế, không đúng, trong đó còn có thủy chi ý cảnh. Lục Minh trong lòng hơi động. Rất rõ ràng, Sở Cuồng đem băng chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dung hợp lại cùng nhau, uy lực gấp bội tăng vọt. Giống. Tiếng long ngâm vang lên, Lục Minh trong cơ thể, lại bạo phát hai đạo long lực, long ngâm vang lên, Lục Minh lực lượng đại tăng,
Mạn bộ mà xuất, quyền mang chấn thiên. Quyền mang đem Sở Cuồng đao quang chấn vỡ, mạn thiên đều là vụn băng. Sở Cuồng ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đỉnh đầu của hắn, thế mà hiện ra một đầu sông băng. Sông băng bên trên, bảy đạo mạch luân lóng lánh, quả nhiên là đã thức tỉnh thần cấp cấp 7 huyết mạch. Sông băng vừa ra, giữa thiên địa hàn khí tràn ngập, càng thêm rét lạnh, phương viên mấy trăm dặm, đều bao phủ tại hàn khí phía dưới, rất nhiều người lùi gấp, như tại hàn băng bao phủ phía dưới, kinh khủng liền chân nguyên đều muốn bị đông kết. Nhưng Sở Cuồng huyết mạch hiển hiện, nhưng không có thi triển huyết mạch dung hợp, mà là mắt sáng lên phía dưới, huyết mạch lại lần nữa chui vào đến trong thân thể của hắn nhanh chóng thối lui, né qua lục minh quyền mang, kêu lên, ngừng, ngừng, không đánh, không đánh, một trận chiến này, coi như ta thua. Lục Minh sững sờ, dừng lại thủ đến. Đám người vậy có chút ít sững sờ, Sở Cuồng rõ ràng còn chưa thi triển toàn lực, làm sao lại ngừng thủ không đả, hơn nữa còn nhận thua. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Sở Cuồng người này rất thẳng thắn, đoán chừng là cảm giác coi như dung hợp huyết mạch, vậy không có nắm chắc, cho nên dứt khoát nhận thua. Lục Thiểu Khanh, bồi phục, này gốc Tịnh Thủy Liên Thai, là của ngươi. Sở Cuồng đem chiến đao cắm lại phía sau trong vỏ đao, nhích miệng cười một tiếng. Lục Minh duỗi thủ, trường lực khẽ hấp, đem Tịnh Thủy Liên Thai hút tới trong tay, thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Rất nhiều người một mặt hâm mộ, đặc biệt là nhất chút ít kẻ tại Linh Thai viên mãn nhân vật già cả, càng là hâm mộ, nhưng đối mặt Lục Minh bực này cường giả, bọn hắn không dám ra thủ. Đa tạ. Lục Minh thu hồi Tịnh Thủy Liên Thai, tâm tình thật tốt, hướng Sở Cuồng liền ôm quyền. Ha ha, không cần khách khí, là ta không địch lại, này Tịnh Thủy Liên Thai, đương nhiên là ngươi, Lục Thiểu Khanh, khí vận chi chiến không thấy ngươi, thật là đáng tiếc, thế nào? Như là để mắt ta, kết giao bằng hữu như thế nào, ta mời ngươi uống một chén. Sở Cuồng cười một tiếng, rất là hào sảng. Lục Minh trong lòng gật đầu, này Sở Cuồng quả nhiên như truyền ngôn, hào phóng không bị trói buộc, ưa thích kết giao bằng hữu, hoàn toàn không là cái kia Lăng Vân không có thể so sánh. Sở huynh mời. Ta tự nhiên là muốn nể tình, đáng tiếc, ta hiện tại cần tìm địa phương bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chỉ sợ không thể cùng uống một chén. Lục Minh nói. Sở Cuồng gật gật đầu, nói hiểu rõ, không bằng dạng này, ta gần nhất đều tại Tịnh Nguyệt Thành, như là 10 ngày sau Lục Huynh kết thúc bế quan, khả đến Tịnh Nguyệt Thành tìm ta, gần nhất nhưng có một trận thịnh thế, đến thì cùng Lục Huynh tiến về nhất quan. Nói xong, Sở Cuồng quay người, đạp không mà đến. Nhìn xem Sở Cuồng bóng lưng. Lục Minh nghĩ đến Yến Cuồng Đồ. Hai người tính cách rất giống, đều là hào phóng không bị trói buộc. Bất quá, Yến Cuồng Đồ, cuồng hơn, càng thêm không bị trói buộc, gan lớn bao thiên, so Sở Cuồng nhiều cỗ ngạo khí, ai mặt mũi vậy không cho, tương đối mà nói, bằng hữu tương đối ít. Sở Cuồng sau khi rời đi, Lục Minh thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, vậy rời khỏi nơi này. Mấy chục vạn dặm về sau, Lục Minh xuất hiện tại nhất tòa hồ nhỏ đáy hồ. Sau đó tiến vào Sơn Hà Đồ Trung, khoanh chân ngồi tại một ngọn núi sơn, bắt đầu luyện hóa trước đó thôn phệ mà đến tinh huyết năng lượng cùng ý cảnh phù văn. Lần này, Lục Minh thôn phệ trên trăm cái linh thai cảnh trở lên cao thủ, trong đó, không thiếu linh thai bát trọng cửu trọng, thậm chí linh thai viên mãn nhân vật, với lại, rất nhiều nhân tu luyện, đều là thủy chi ý cảnh. Nhiều như vậy ý cảnh phù văn, không ngừng bị luyện hóa, hòa vào Lục Minh tự thân thủy chi ý cảnh phù văn chung, hắn thủy chi ý cảnh, nhanh chóng tăng lên nổi dậy. Chỉ là mấy cái tiểu lúc, Lục Minh thủy chi ý cảnh, liền nhất cử đột phá cấp 3 đại thành, đồng thời tiếp tục tăng lên. Cấp 3 tiền kỳ, cấp 3 trung kỳ, cấp 3 hậu kỳ. Khi tất cả ý cảnh phù văn đều bị luyện hóa về sau, Lục Minh thủy chi ý cảnh, nhất cử tăng lên tới cấp 3 hậu kỳ. Mà khi Lục Minh thủy chi ý cảnh tăng lên tới cấp 3 hậu kỳ về sau, Lục Minh trong đan điền linh thai, rốt cục bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, cái kia chút ít bị thôn phệ mà đến năng lượng. Giống như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng chuyển hóa là chân nguyên, tăng lên Lục Minh tu vị. Lục Minh đình trệ hơn nửa năm tu vị, vậy bắt đầu nhanh chóng tăng lên nổi dậy. Linh thai bát trọng tiền kỳ, linh thai bát trọng trung kỳ. Đương tất cả mọi người năng lượng, toàn bộ luyện hóa về sau, Lục Minh tu vị tăng lên tới linh thai bát trọng đỉnh phong. Bất quá, huyết mạch cũng không có thăng cấp, vừa rồi tất cả tinh huyết, đều dùng đến để thăng cửu long huyết mạch, hiển nhiên còn chưa đủ. Đem tất cả năng lượng toàn bộ luyện hóa về sau, Lục Minh mở hai mắt ra, cùng lúc, trong tay xuất hiện một cây sen đài. Này đài sen, có 9981 cánh hoa, mỗi một mảnh cánh hoa, đều tràn ngập nồng đậm thủy chi ý cảnh cùng thủy linh khí. Lục Minh định dùng Tịnh Thủy Liên Thai, tiếp tục tăng lên thủy chi ý cảnh.
Đầu tiên lấy xuống 3 mảnh cánh hoa, nuốt vào trong miệng. Luyện hóa cánh hoa, vào miệng tan đi, có một loại cảm giác mát mẻ, thuận yết hầu, xuôi dòng mà xuống, hóa là một cỗ mát mẻ năng lượng, tràn ngập Lục Minh toàn thân. Giờ khắc này, Lục Minh giống như đưa thân vào vô tận hơi nước bên trong, có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được thủy chi ý cảnh, Lục Minh nhắm mắt lại, tiếp tục bế quan tu luyện. Đường 3 mảnh cánh hoa năng lượng biến mất về sau, Lục Minh tiếp tục lấy xuống 3 mảnh cánh hoa, nuốt vào trong miệng. Lục Minh thủy chi ý cảnh, lại bắt đầu cấp tốc tăng lên nổi dậy. Đường luyện hóa 27 cánh hoa về sau, thủy chi ý cảnh liền nhất cử đột phá cấp 3 viên mãn, cùng phong hỏa lôi 3 loại ý cảnh đặt song song, so đại địa ý cảnh còn hơi cao một bậc. Đại địa ý cảnh, hiện tại còn chỉ là cấp 3 đại thành đỉnh phong mà thôi, cự ly cấp 3 viên mãn, còn kém nhất bộ. Này cũng không có kết thúc, Lục Minh tiếp tục luyện hóa còn lại cánh hoa. Hắn tại hướng cấp 4 thủy chi ý cảnh, khởi xướng trùng kích. Tịnh thủy liên thai, đối với cấp 3 ý cảnh, còn có cấp 3 ý cảnh trùng kích cấp 4 ý cảnh, có tác dụng cực lớn, không phải nói mà thôi, xác thực là có hiệu quả. Lại, Lục Minh hiện tại ngộ tính, kinh khủng bực nào, cho nên khi tất cả cánh hoa toàn bộ luyện hóa về sau, Lục Minh thế mà thật nhất cử xông phá bình cảnh, đem thủy chi ý cảnh đột phá đến cấp 4 trình độ. Thủy chi ý cảnh, Lục Minh trễ nhất lĩnh ngộ ý cảnh, không nghĩ tới, lại là sớm nhất nhất cái, đột phá cấp 4. Lục Minh mở hai mắt ra, lộ ra nét mừng. Có thể đột phá cấp 4, vậy là vượt ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn lúc đầu không có báo hy vọng có thể thành công đột phá, dù sao, cấp 4 ý cảnh, là cuối cùng nhất cái ý cảnh, muốn đột phá, rất khó. Rất nhiều nhân vật già cả, kẻ tại này nhất bộ, cả một đời khó mà đột phá. Lục Minh không nghĩ tới, lần này, lại nhất cử đột phá. Lục Minh đoán chừng, này hòa hắn khổng lồ khí vận ra thân, ngộ tính tăng lên gấp 10 lần, có quan hệ rất lớn. Không phải, quyết không thể như thế dễ dàng đột phá cấp 4, mặc dù có tịnh thủy liên thai loại bảo vật này. Đương nhiên, linh thần cảnh cửa ải, không chỉ có riêng chỉ là ý cảnh đơn giản như vậy, có ít người ý cảnh đột phá cấp 4, cũng không thể đột phá linh thần. Đương nhiên, Lục Minh cự ly phá linh thần, còn có một đoạn cự ly, tạm thì không cần đi cân nhắc. Thời gian đã qua đến thập thiên, nên đi ra, tiếp xuống, ta một bên du lịch tu luyện, một bên tiến về cổ thánh triều A. Lục Minh trong lòng suy tư. Này là trước mắt dự định. Hiện tại, hắn tu vì còn yếu, cho dù đến cổ thánh triều, cũng không có thực lực kia đến mang đi Tạ Niệm Khanh, hắn dự định một bên du lịch, một bên mạo hiểm tu luyện, tăng thực lực lên. Ra sơn hà đồ, Lục Minh phóng lên tận trời, hướng về phương Tây mà đến. Lục Minh thi triển nhanh chóng, không là rất nhanh, nhưng một ngày sau đó, y nguyên vượt qua mấy trăm vạn dặm cự ly. Phía trước, nhất tòa thành lớn xuất hiện ở trước mắt. Trên cửa thành, có ba chữ to Tịch Nguyệt Thành. Lục Minh trong lòng hơi động. Trùng hợp như vậy, trước đó Sở Cuồng liền nói, như là 10 ngày sau Lục Minh kết thúc bế quan, nhưng đến Tịch Nguyệt Thành Khiếu Nguyệt Cư tìm hắn uống rượu. Trước đó, Lục Minh cũng không có quá để ở trong lòng, không nghĩ tới, bây giờ lại còn là đi tới Tịch Nguyệt Thành. Đã tới, liền đến Khiếu Nguyệt Cư nhìn xem, Sở Cuồng nói gần nhất có trận thịnh sự, lại không biết ra sao sự tình. Lục Minh cười một tiếng, liền đi vào Tịch Nguyệt Thành. Tịch Nguyệt Thành rất lớn, so Lật Thủy Thành còn lớn hơn gấp đôi, mà Khiếu Nguyệt Cư, tại Tịch Nguyệt Thành, phi thường nổi danh. Bởi vì là Khiếu Nguyệt Cư là Tịch Nguyệt Thành lớn nhất một nhà tửu lâu. Tùy tiện tìm người hỏi một cái, Lục Minh liền biết Khiếu Nguyệt Cư ở nơi nào, chuyển qua mấy con phố nói, nhất tòa lầu năm cao quán rượu, xuất hiện ở trước mắt. Khách quan, đến uống rượu không? Bổn điếm rượu, cho dù tại toàn bộ Huyền Không Sơn lĩnh vực, đều là đứng hàng đầu. Lục Minh vừa đi vào quán rượu, liền có nhất cái tiểu nhị tiến lên đón. Ta tìm đến nhân. Lục Minh nói. À, khách quan tìm ai? Phàm là tiến vào bản điếm uống rượu, tiểu nhân đều sẽ có chút ít ấn tượng. Tiểu nhị đáp. Sở Cuồng. Lục Minh nói. Nguyên lai ngài liền là Sở Cuồng công tử muốn chờ khách nhân. Sở Cuồng công tử tại lầu năm bao xương, đã ở đây uống liền tam thiên rượu. Hắn nói có một vị bằng hữu mấy ngày nay sẽ tìm đến hắn, chắc hẳn liền là công tử ngươi, mời đi theo ta. Tiểu nhị nói, Lục Minh trong lòng hơi động, không nghĩ tới Sở Cuồng thật ở chỗ này chờ hắn, còn chờ tam ngày thời gian. Thế nhân nói Sở Cuồng ưa thích kết giao bằng hữu, xem ra một điểm bất quá. Theo tiểu nhị, đi vào lầu năm một gian bao xương trước, không đợi tiểu nhị thông báo, trong dạp liền truyền ra cười to một tiếng, ha ha ha, Lục huynh đến một lần, ta cũng cảm giác được khí tức của ngươi. Kẹt kẹt, cửa bao xương mở ra,
Sở Cuồng đi ra, mang trên mặt ý cười. Mà tiểu nhị, vậy lui xuống đến. Sở huynh, ngươi đang chờ ta. Lục Minh hỏi. Không sai, ta đã nói muốn giao ngươi người bạn này, tự nhiên muốn ở chỗ này chờ ngươi. Bất quá ta lúc đầu nhiều nhất đang đợi Nhất Thiên, ngươi như còn chưa tới, ta liền muốn rời đi, còn tốt ngươi đã đến, xem ra Lục huynh còn là nhận khả Sở mỗ, ha ha. Sở Cuồng cười mờ cười nói. Lục Minh trong lòng thầm kêu hổ thẹn, hắn lúc đầu là không có tính toán tới, chỉ là vừa hảo đi qua Tịch Nguyệt Thành, liền đến đây xem xét. Lục huynh, mời, rượu ngon đã chuẩn bị tốt. Sở Cuồng vung liên thủ, Lục Minh cùng Sở Cuồng tuần tự đi vào bao sương. Bao sương một góc, đã mấy cái không cái bình, hiển nhiên Sở Cuồng mấy ngày nay, uống nhiều rượu. Ha ha, Lục huynh chê cười, ta người này, thích rượu như mạng, này khiếu nguyệt cư rượu, ta thường cách một đoạn thời gian, liền muốn tới một lần. Sở Cuồng cười một tiếng. Trên mặt bàn, đã mang lên hai vò rượu ngon. Lục Minh mở ra một vò rượu phong đóng, uống một hớp lớn, chợt cảm thấy răng môi lưu hương, không khỏi khen, rượu ngon. Sở Cuồng cũng cầm rượu lên đàn, đại uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Lục Minh, nói, Lục huynh, trận chiến ngày đó, người hẳn là chưa hết toàn lực. Sở huynh làm sao mà biết? Lục Minh cười một tiếng, không có chính diện đáp lại. Cảm giác. Sở Cuồng nói, ta có cảm giác, tiếp tục chiến, ta nhất định sẽ bại, với lại bại rất thảm, sở dĩ chính ta liền nhận thua, miễn cho mất mặt, ha ha. Lục Minh mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lúc trước, hắn đương nhiên không có dùng ra toàn lực. Lục huynh, ngươi không phải chung châu người. Sở Cuồng bỗng nhiên mở miệng. Lục Minh trong lòng nhảy một cái, trong mắt tinh quang lóe lên, nói, sở huynh làm sao mà biết. Ta tùy tiện đoán, mỗi một lần khí vận chi chiến, thiên hạ anh kiệt, đều sẽ toàn bộ xuất động, sẽ không bỏ qua trận này cơ duyên, đến Lục huynh thiên phú như vậy, tại khí vận chi chiến bên trong, ta lại chưa từng gặp qua, trong lòng thật sự là hiếu kỳ mà thôi. Sở dĩ ta đoán, Lục huynh có phải hay không là Đông Hoang, hoặc là Bắc Nguyên, Nam Minh các nơi tuyệt thế thiên kiêu. Sở cười như điên nói. Sở huynh suy nghĩ nhiều, ta trước kia một mực thâm sơn tu luyện, cho nên bỏ qua khí vận chi chiến. Lục Minh nói. Ha ha, Lục huynh không cần suy nghĩ nhiều, ta tùy tiện hỏi một chút, ta người thích kết giao nhất thiên hạ anh kiệt, đặc biệt là giống Lục huynh dạng này anh kiệt, mặc kệ Lục huynh là nơi nào người, người bạn này, Sở mỗ giao định, mời. Sở Cuồng nhấc lên vò rượu nói. Lục Minh cũng nhấc lên vò rượu, sau đó uống một hớp lớn. Sở Cuồng nói, xem ra không giả, hắn tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Đúng là như thế, khi vận chi chiến đã kết thúc, lại đột nhiên toát ra một dạng này thiên kiêu nhân vật, tất cả mọi người hồi cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá Lục Minh cũng không phải rất lo lắng, bởi vì thứ thân liền lưỡng nghi trong núi, trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên cũng sẽ hiện thân, đế nhất võ hoàng không thể lại hoài nghi Lục Minh sẽ xuất hiện Trung Châu. Dù sao, song sinh cấm quyết bực này công pháp, thực quá không thể tưởng tượng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không có người sẽ tin tưởng. Với lại, Lục Minh Trung Châu cũng không có hiển lộ mấy loại có mang tính tiêu chí huyết mạch, còn có long mạch bộc phát mang tới dị tượng, sẽ không có người hoài nghi hắn là Đông Hoang Lục Minh. Hai người uống rượu, tùy ý trò chuyện, Lục Minh cũng thừa cơ hướng Sở Cuồng hỏi thăm một chút liên quan tới Trung Châu các thế lực lớn tình huống cụ thể. Trung Châu, hết thảy có 18 bá chủ thế lực, nhân tộc, yêu tộc, đều có. Phân biệt chiếm cứ mênh mông Đông Hoang. Mỗi một cái bá chủ thế lực, đều có hoàng giả tọa chấn, cường thịnh vô cùng. Đến 18 bá chủ thế lực phía dưới, còn có rất nhiều thế lực cường đại, thậm chí có chút thế lực cường thịnh vô cùng, có chí tôn tọa chấn. Lục Minh âm thầm cảm thán, Trung Châu quả nhiên cường thịnh, không phải Đông Hoang có thể so, thật không biết lúc trước Trung Châu cổ thánh triều toàn thắng thời kỳ, nên cỡ nào cường thịnh. Lục huynh, theo ta thấy, ngươi là có rất lớn cơ hội, bước vào nhị đẳng thiên kiêu liệt kê. Sở Cuồng cảm thán nói. Nhị đẳng thiên kiêu, Lục Minh hơi kinh ngạc. À, nguyên lai Lục huynh không biết phân chia sao. Trung Châu, đứng đầu nhất một nhóm thiên kiêu, bị phân chia tam đẳng, như ta, chính là tam đẳng thiên kiêu, Huyền Không Sơn, tam đẳng thiên kiêu trở lên, chỉ có ba vị mà thôi, cái khác như ngươi thấy qua Dương Thông, Hải Tử Minh các loại, đều không vào tam đẳng. Sở Cuồng giải thích nói. Sở huynh tam đẳng thiên kiêu. Lục Minh thầm giận mình. Sở Cuồng thiên phú, tuyệt đối không kém gì Đông Hoang huyết kiếm một, Ngao Đồ hai người, vẫn còn tam đẳng thiên kiêu, cái kia nhị đẳng, thậm chí là nhất đẳng, nên kinh khủng bực nào. Không sai, ta tam đẳng mà thôi, đến Huyền Không Sơn, chỉ có thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hàng thứ nhất vị kia, xếp vào nhị đẳng thiên kiêu phạm trù,
Bất quá nhị đẳng Trung Châu, cũng không có bao nhiêu, hết thảy cũng liền 20 mấy vị mà thôi. Sở Cuồng nói. Lục Minh âm thầm kinh hãi. Sở Cuồng tam đẳng thiên kiêu, cái kia nhị đẳng thiên kiêu, nhất định mạnh hơn, thiên phú cao hơn. Lục Minh phỏng đoán, nhị đẳng thiên kiêu, rất khả năng liền là đế thần cấp bậc kia. Nếu quả như thật là đế thần cấp bậc kia, lại có 20 mấy, cái này kinh khủng. Đế thần, thế nhưng là danh xưng năng kế thừa đế nhất võ hoàng Y Bát, tương lai có hy vọng leo lên hoàng giả bảo tòa thiên kiêu, toàn bộ Đông Hoang trong lịch sử, đều cực kỳ hiếm thấy. Này đích đẳng cấp thiên kiêu, Trung Châu lại có 20 mấy. Cái kia mạnh hơn nhất đẳng thiên kiêu. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh ý nghĩ, Sở Cuồng nói tiếp, nhị đẳng thiên kiêu phía trên, làm nhất đẳng thiên kiêu, bất quá số lượng càng ít, chỉ có 5, được xưng là thanh niên 5 cự đầu, mỗi một cái đều là chấn áp một thời đại nhân vật, đáng sợ vô cùng, phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế cường đại. Sở Cuồng nói xong, ánh mắt lộ ra nồng đậm kính sợ cùng với kiêng kỵ. Hiển nhiên, thanh niên 5 cự đầu, trong lòng hắn, có tuyệt cường địa vị. Thanh niên 5 cự đầu sao? Lục Minh trong mắt, dị sắc liên tục, mãnh liệt chiến ý, chợt lóe lên. Như đế thần cấp bậc kia thiên kiêu, mặc dù cũng là vô cùng cường đại, mỗi một cái tương lai đều có thể năng thành tựu hoàng giả chi vị, đều là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Nhưng Lục Minh còn không có quá mạnh áp lực, bởi vì hắn cùng với đế thần chiến trải qua, mặc dù đế thần cực kỳ khủng bố, nhưng Lục Minh có lòng tin, tương lai gặp được, nhất định có thể lại một lần nữa đem đế thần chấn áp. Nhưng vượt qua đế thần cấp bậc kia thiên kiêu, liền kinh khủng, Lục Minh đều khó có thể tưởng tượng, có cỡ nào cường đại. Nhưng cái này cũng càng làm cho Lục Minh hưng phấn. Lục Minh, không sợ có đối thủ, hắn sợ chính là không có đối thủ, mới có áp lực, mới có động lực. Trung Châu, quả nhiên so Đông Hoang muốn càng thêm sán lạn, thiên tài va chạm, cũng càng thêm kịch liệt. Trung Châu khí vận chi chiến, chỉ sợ vô cùng kịch liệt đi, đáng tiếc, ta thân không Trung Châu. Lục Minh âm thầm tiếc rẻ. Lục Huynh, còn nhớ rõ lần trước ta nói qua gần đây, sẽ có một việc trọng đại sao? 10 ngày sau, hai nhị đẳng thiên kiêu, ước hẹn Thiên Trụ Sơn một trận chiến, đến thì chắc chắn hấp dẫn vô số ánh mắt, khí vận chi chiến hậu, rất nhiều bế quan tu luyện thiên kiêu, nói không chừng lại hội lại xuất hiện. Sở Cuồng nói, Lục Minh ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ mong đợi chi ý. Hắn phỏng đoán, nhị đẳng thiên kiêu, liền là đế thần cấp bậc kia thiên kiêu, hai dạng này thiên kiêu quyết đấu, hoàn toàn chính xác xem như thịnh sự, tuyệt đối là khó gặp, Lục Minh không muốn bỏ qua. Vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút, Trung Châu đỉnh cấp thiên kiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai dạng này thiên kiêu, tại sao lại quyết đấu? Lục Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Quyết đấu hai người, một cái là Huyết La Điện Huyết La Tử, một cái là Thiên Ưng Bảo Ân Bất Phá, hai người là riêng phần mình thế lực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, đến hai cái thế lực, lẫn nhau liền có thù, sở dĩ Huyết La Tử cùng với Ân Bất Phá, lẫn nhau bất hòa, cũng là bình thường. Hai người bọn họ, tại khí vận chi chiến bên trong đại chiến ngàn chiêu, bất phân thắng bại, sở dĩ ước định ngày khác tái chiến, đến tái chiến ngày, liền 10 ngày sau. Sở Cuồng giải thích nói. Lục Minh gật đầu, thì ra là thế. Sở Huynh, thì khởi hành. Lục Minh hỏi. Lập tức liền có thể khởi hành, bất quá tiến về Thiên Trụ Sơn trước đó, ta muốn về một chuyến Huyền Không Sơn, Lục Huynh, có dám cùng? Sở Cuồng nói. Có gì không dám? Lục Minh cười một tiếng. Huyền Không Sơn, vì Trung Châu bá chủ thế lực thứ nhất, tự nhiên khí tượng phi phàm, nhưng Lục Minh sau khi thấy được, vẫn là có chút sững sờ. Phía trước, là Khôn Cùng Thủy Vực, Khôn Cùng Thủy Vực phía trên, có một tòa to lớn vô cùng thần sơn, lơ lửng giữa không trung. Tòa này cự sơn, một chút không nhìn thấy bờ, như trong truyền thuyết thượng cổ thần chi ở lại thần sơn, cứ như vậy lơ lửng ngàn mét cao không trung. Huyền Không Sơn, như kỳ danh, thật là một tòa huyền không thần sơn. Xa xa nhìn, Huyền Không Sơn bên trên, vân khí tràn ngập, hơi nước bốc hơi, dưới ánh mặt trời, từng đạo cầu vồng treo trên không trung, một chút nhìn qua, có vô số đạo cầu vồng, lóa mắt vô cùng, như nhân gian tiên cảnh. Tốt một tòa Huyền Không Sơn. Lục Minh không khỏi tán thưởng. Ha ha, đi. Sở Cuồng cười một tiếng, mang theo Lục Minh, hướng về Huyền Không Sơn bay. Có Sở Cuồng dẫn đường, tự nhiên một đường thông suốt, tiến vào Huyền Không Sơn bên trong. Lục Thiểu Khanh. Liền lúc, một đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên. Lục Minh quay đầu nhìn lại, không khỏi có chút buồn cười, đây không phải là Lăng Vân không sao. Lục Thiểu Khanh, ngươi lại dám đến Huyền Không Sơn. Lăng Vân không chừng trong mắt, ngẩn ra nửa ngày, xoay chuyển ánh mắt, mới phát hiện Sở Cuồng, sắc mặt đại biến.
Làm sao, Lục huynh là bằng hữu ta, ngươi đối với hắn có ý kiến? Ta thế nhưng là nghe Lục huynh giảng chuyện của ngươi. Sở Cuồng nhìn xem Lăng Vân Không, liếm môi một cái, trong mắt hùng quang lóe lên. Lăng Vân Không sắc mặt lại biến, trở nên tuyết trắng không có huyết sắc, vội vàng nói, không có, Lục Thiểu Khanh là sở sư huynh bằng hữu của ngươi, ta làm sao dám có ý kiến, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lăng Vân Không nhìn thấy Sở Cuồng, tựa như chuột thấy mèo, bị hù muốn chết. Hừ, về sau tốt nhất biệt ở bên ngoài đánh lấy Huyền Không Sơn danh nghĩa làm sằng làm bậy, còn có, Lục huynh bằng hữu, ngươi như còn dám động một cọng tóc gáy, cẩn thận ta một đao chặt ngươi. Sở Cuồng trong mắt lóe ra hung quang, nhìn xem Lăng Vân Không. Không dám, tuyệt đối không dám. Lăng Vân Không mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục gật đầu. Lan. Sở Cuồng quát lạnh, Lăng Vân Không vội vàng tè ra quần trốn. Lăng Vân Không, tựa hồ rất sợ ngươi. Lục Minh nói. Trước kia giáo huấn trải qua hắn mấy lần, còn có trước kia cũng có một cùng Lăng Vân Không không sai biệt lắm thiên kiêu, hai người cả thiên làm sằng làm bậy, một người trong đó bị ta chặt, hắn là sợ ta cũng chặt đầu của hắn. Sở Cuồng cười nói. Lục Minh gật đầu, Lăng Vân Không sợ Sở Cuồng sợ muốn chết. Sở Cuồng thiên phú, mạnh hơn Lăng Vân Không không biết bao nhiêu, cho dù giết Lăng Vân Không, Huyền Không Sơn cao tầng, cũng sẽ không vì Lăng Vân Không ra mặt. Huyền Không Sơn, thật vô cùng lớn, hai người ở trên núi phi hành mấy chục vạn dặm, đi vào một khối bên vách núi, bên bờ vực, có một tòa biệt viện. Văn Tĩnh, ta tới. Đi vào biệt viện trước, Sở Cuồng kêu lên. Không lâu, biệt viện cửa phòng mở ra, đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử. Cô gái trẻ tuổi dáng người thướt tha, da thịt trắng hơn tuyết, mặc màu vàng nhạt váy dài, phi thường xinh đẹp. Lục Minh giật mình, Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu bài danh thứ ba, tên là Trương Văn Tĩnh, chẳng lẽ liền là nàng này. Huyền Không Sơn ba người tam đẳng thiên kiêu trở lên thiên tài, Trương Văn Tĩnh chính là một cái trong số đó. Sở đại ca, ngươi đã đến, ngươi thế nhưng là chậm hai thiên. Cô gái trẻ tuổi nói. Ha ha, Văn Tĩnh chớ trách, ta mới kết giao một người bạn, cùng hắn uống nhiều hai thiên rượu, không phải sao, vội vàng chạy đến. Sở Cuồng cười ha ha một tiếng, tiếp lấy giới thiệu. Văn Tĩnh, đây là Lục Thiểu Khanh Lục huynh, đây là sư muội ta, Trương Văn Tĩnh. Sở Cuồng nói, ngươi chính là Lục Thiểu Khanh. Lục Minh còn chưa nói chuyện, Trương Văn Tĩnh liền nói ra miệng, có chút tò mò nhìn Lục Minh. Văn Tĩnh cô nương nghe qua tên của ta, Lục Minh nói. Đương nhiên nghe nói qua, ngươi trấn áp Lăng Vân Không, đánh bại Hải Tử Minh, hiện trên Huyền Không Sơn đều truyền khắp, ta há có lý do không biết. Trương Văn Tĩnh mỉm cười. Ha ha, ta tin tưởng Lục huynh tên, rất nhanh liền sẽ truyền khắp Trung Châu. Sở Cuồng cười một tiếng. Trương Văn Tĩnh ánh mắt nhất động, có chút hơi kinh ngạc, xem ra Sở Cuồng rất vừa ý Lục Thiểu Khanh a. Hiển nhiên, Trương Văn Tĩnh vẫn chưa nghe nói chỉ toàn Thủy Liên Đài tranh đoạt một trận chiến, nếu là nghe nói, liền sẽ không như thế kinh ngạc. Văn Tĩnh, đi thôi, chúng ta xuất phát, tiến về Thiên Trụ Sơn. Sở Cuồng nói. Nơi đây khoảng cách Thiên Châu núi, khoảng cách tương đối xa, nhất định phải mau chóng xuất phát. Trương Văn Tĩnh điểm điểm, sau đó, ba người bay ra Huyền Không Sơn, hướng về phương hướng Tây Bắc bay. Huyết La Điện, Huyền Không Sơn phương Bắc, là cùng với Huyền Không Sơn tới gần một bá chủ thế lực, cũng cùng với Đông Hoang liền nhau. Đến Thiên Ưng Bảo, Huyết La Điện phía Tây. Thiên Trụ Sơn, Huyết La Điện cùng với Thiên Ưng Bảo vị trí trung tâm, Huyền Không Sơn phương hướng Tây Bắc, khoảng cách vô cùng xa xôi, để Đông Hoang lấy đại vực tính toán, tối thiểu cách xa nhau 50 đại vực. Bực này khoảng cách, chỉ dựa vào phi hành, hiển nhiên là không được, quá chậm, bọn hắn đầu tiên cưỡi truyền tống đại trận, truyền tống đến Thiên Trụ Sơn khu vực phụ cận, sau đó phi hành đến. Thiên Trụ Sơn chỗ hoang vu chi địa, bốn phía đều là mênh mông đại sơn. Ba người phi hành mấy ngày, một mảnh sơn lâm trước, bỗng nhiên ngừng lại. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Trương Văn Tĩnh sắc mặt hơi đổi một chút. Lục Minh cùng với Sở Cuồng sắc mặt hai người cũng là trầm xuống, hai người bọn họ cũng ngửi thấy nồng đậm tới cực điểm mùi máu tươi. Mùi máu tươi, phía bên phải trong núi lớn truyền đến. Đi, đi xem một chút. Sở Cuồng đi đầu hướng về cái hướng kia bay. Lục Minh cùng với Trương Văn Tĩnh đuổi theo. Không lâu sau đó, bọn hắn liền phát hiện mùi máu tươi nơi phát ra. Đại sơn ở giữa, có một tòa đá tảng xây thành tòa thành, là một trấn nhỏ, bên trong có không ít người ở lại, nhưng hiện, người nơi này đều đã chết. Thành trấn bên trong, ngổn ngang lộn xộn, nằm đầy thi thể. Ba người trên không trung quét qua, đoán chừng không dưới 10 vạn người,
toàn bộ chết rồi, trở thành thi thể, không trung, huyết khí sông thiên. Khó trách ba người địa phương xa như vậy, đã nghe đến mùi máu tươi. Là ai, thế mà giết nhiều người như vậy, trong đó đại bộ phận đều là người bình thường mà thôi. Trương Văn Tĩnh sắc mặt tái nhợt. Nơi này huyết khí, đều là hướng về một cái phương hướng hội tụ đến. Lục Minh nói. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện không trung huyết khí, đều là hướng về một cái phương hướng hội tụ đến. Chẳng lẽ là huyết la điện người? Sở Cuồng ánh mắt khẽ động. Huyết la điện tu luyện, rất nhiều đều là cùng với máu có quan hệ, nhưng bởi vì huyết la điện tu luyện quá mức bá đạo kinh khủng, từng lọt vào thế lực khác bất mãn, hợp lực hướng huyết la điện tạo áp lực, huyết la điện cũng hứa hẹn trải qua, sẽ không hướng người bình thường động thủ, nhưng hiện, nơi này chết, đại bộ phận là người bình thường. Ba người liếc nhau, từ từ hướng về huyết khí hội tụ phương hướng đến. Nơi đó có một người. Trương Văn Tĩnh cho hai người truyền âm. Thành trấn trung tâm, có một người mặc trường bào màu đỏ ngòm trung niên nam tử ngồi xếp bằng, trên người hắn, mùi máu tươi sông thiên, vô tận huyết khí hướng về hắn hội tụ đến, không có vào đến hắn trong thân thể. Thì huyết đại pháp, là huyết la điện cao thủ, chúng ta đi. Sở Cuồng nói nhỏ một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, liền muốn lui lại. Liền lúc, cái kia huyết bào trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, lãnh đạm tàn khốc sát cơ bùng lên đến ra. Tới ba người khí huyết tràn đầy thiên kiêu, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, chết. Huyết bào trung niên duỗi ra một tay nắm, hư không một nắm, liền lúc, năm đạo huyết sắc dây lụa lan tràn ra, như năm cái nhuyễn tiên, hướng về ba người quyển. Oanh, oanh, oanh. Ba người cùng thì bạo phát, Sở Cuồng chém ra hai đạo rét lạnh đao quang, chém về phía trong đó hai đầu huyết sắc dây lụa. Lục Minh thi triển chấn ngục thiên công, liên tục bổ ra hai trưởng, bổ về phía hai đầu huyết sắc dây lụa, đến Trương Văn Tĩnh chém ra một đạo thiên kiếm khí màu xanh lam, cùng với một đầu huyết sắc dây lụa chạm vào nhau. Liên tục năm đạo tiếng oanh minh truyền ra, Lục Minh thân hình liền lùi lại vài chục bước, Sở Cuồng cũng kém không nhiều, Trương Văn Tĩnh tốt, lui về sau 7-8 bước, dù sao nàng đối phó một sợi tơ mang mà thôi. Linh thần cảnh cường giả. Trong lòng ba người cùng thì khẽ động, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Có thể tùy ý một kích, liền đem ba người bọn họ đánh lui, tuyệt đối là linh thần cảnh tồn tại. Ân. Huyết bào trung niên gặp một kích không có đánh giết Lục Minh ba người, cũng hơi kinh ngạc, nhưng sau đó, chính là cuồng hỉ. Ha ha, ba người các ngươi, hẳn là được cho tam đẳng thiên kiêu, khí huyết nồng hậu dày đặc, giết. Huyết bào trung niên cười to, hai tay 10 ngón huy động liên tục, 10 đầu huyết sắc dây lụa hướng về Lục Minh ba người quấn quanh đến. Dây lụa, nhìn giống như nhẹ nhàng, nhưng uy lực mạnh đáng sợ, xẹt qua không khí, phát ra kinh khủng tiếng rít. Đi, xông ra. Sở Cuồng hét lớn, đỉnh đầu hắn, thần cấp cấp 7 huyết mạch hiển hiện, hắn trực tiếp liền thi triển ra huyết mạch dung hợp. Đối mặt linh thần cảnh cường giả, hắn không dám có một tơ một hào chủ quan, bởi vì chủ quan, liền là chết. Trương Văn Tĩnh cũng đồng dạng thi triển huyết mạch dung hợp. Lục Minh không có thi triển huyết mạch dung hợp, nhưng hắn cũng bộc phát ra ba đạo long lực, mỗi một kích đều đáng sợ vô cùng. Oanh, oanh. Ba người liên thủ, phát ra đòn đánh mạnh nhất, trong nháy mắt đem 10 đầu huyết sắc dây lụa đánh tan, ba người liền muốn hướng về nơi xa bay. Muốn đi, huyết sắc lồng giam. Huyết bào trung niên vẫn không có đứng dậy, xếp bằng ở nơi đó, hai tay liên tục đánh ra đến ra. Liền lúc, trên bầu trời vô hạn huyết sắc dây lụa hiển hiện, hình thành một từ huyết sắc dây lụa tạo thành lồng giam, đem ba người phong tỏa ở bên trong. Ba người phấn khởi phản kích, huyết sắc lồng giam không ngừng chấn động, nhưng trong lúc nhất thời, lại không phá nổi. Chảm! Huyết bào trung niên quát lạnh, trong nháy mắt gặp, ba đạo đáng sợ huyết sắc đao mang hướng về ba người chảm. Đụng, đụng, đụng. Ba người kiệt lực chống lại huyết sắc đao mang, nhưng cuối cùng, Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh huyết mạch, đều không ngừng chấn động, kém chút bị oanh tán hóa thành nhân hình. Lục Minh cũng cảm giác toàn thân đau rát đau, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết. Còn tốt Lục Minh lực phòng ngự đáng sợ, mới thành công chặn lại. Phá cho ta. Lục Minh không ngừng tăng lên chấn ngục thiên công uy lực, liên tục mấy quyền oanh ra, cái kia huyết sắc lồng giam, rốt cục sụp đổ ra. Ba người cực tốc vọt lên ra. Muốn đi, không cửa. Huyết bào trung niên thông suốt đứng dậy, toàn thân huyết khí sông thiên, một tay một bổ, liên tục chém ra ba đạo đao mang, trong nháy mắt vượt qua vạn mét hư không, hướng về ba người chạm. Ba đạo đao mang đáng sợ vô cùng, phảng phất có thể đem ba người chém thành hai nửa. Không tốt. Sở Cuồng kinh sợ. Hắn có một loại cảm giác,
giống như sẽ chết dưới một đao này. Soạt. Lúc, Lục Minh mi tâm phát quang, sơn hà đồ bay ra, đem ba người vần quanh, sau đó cấp tốc bay về phía trước. Đụng, đụng, đụng. Ba đạo đao quang chạm trên sơn hà đồ, cũng không có đem sơn hà đồ xé rách, bị sơn hà đồ bảo vệ tốt một phần lực lượng, nhưng y nguyên có một phần lực lượng xuyên thấu qua sơn hà đồ, rơi Lục Minh, Sở Cuồng cùng Trương Văn Tĩnh ba người trên thân. Sở Cuồng cùng với Trịnh Văn Tĩnh, trực tiếp hóa thành nhân hình, phun máu phè phè. Lục Minh cũng là thân thể lớn chấn, trên da bị cắt đứt ra từng đầu vết thương, máu tươi chảy ròng. Lục Minh cố nén, mang theo Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh, hướng về phía trước cuồng bay. Đáng chết! Huyết bào trung niên gầm nhẹ một tiếng, bất quá không có truy kích, mà là biến sắc về sau, tiếp tục ngồi xếp bằng, hấp thu bốn phía huyết khí. Lục Minh ba người, bay thẳng đến trải qua mười mấy vạn dặm, một đầu trong sơn cốc rơi xuống. Rơi xuống về sau, ba người liền ngồi xếp bằng, riêng phần mình chữa thương. Lục Minh thương thế tương đối mà nói, không nặng, hắn dưới làn da ẩn hàm long lân, chặn lại phần lớn lực lượng, qua hai nhỏ lúc, Lục Minh liền khỏi hẳn, kết thúc chữa thương. Nhìn thoáng qua, phát hiện Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh còn chữa thương. Ta hiện cùng với linh thần cảnh cường giả, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lục Minh lâm vào trầm tư. Linh thai cảnh cùng với linh thần cảnh ở giữa, chênh lệch quá lớn, hai cảnh giới ở giữa, vốn là có một đầu khoảng cách cực lớn, chủ yếu nhất là, muốn đột phá linh thần cảnh, điều kiện quá cao, võ giả bình thường, hoặc là phổ thông thiên kiêu, căn bản không đột phá nổi linh thần cảnh. Có thể đột phá linh thần cảnh, đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, cũng tạo thành, hai cảnh giới chênh lệch, càng lớn. Trên thực tế, càng là tu luyện tới phía sau cảnh giới, đại cảnh giới cùng với đại cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, hội càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng, khó mà vượt qua. Lục Minh hiện mới linh thai bát trọng đỉnh phong, muốn vượt qua lớn như vậy cách rời, cùng với linh thần cảnh một trận chiến, quá khó khăn, gần như không thể năng. Chờ hắn bước vào linh thai viên mãn, có lẽ có khả năng. Cái kia huyết bào trung niên, hẳn là thụ thương, chính chữa thương. Lục Minh âm thầm nghĩ tới. Nếu không phải đối phương thụ thương, bọn hắn chưa hẳn năng lao ra. Lại qua mấy nhỏ lúc, Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh mới nhao nhao mở hai mắt ra, kết thúc chữa thương. Lần này, đa tạ Lục huynh tương trợ. Sở Cuồng đứng dậy, hướng Lục Minh ngỏ ý cảm ơn, lần này nếu không có Lục Minh, bọn hắn hơn phân nửa không vọt ra được. Sở huynh khách khí. Lục Minh khoát tay. Cái kia huyết la điện cao thủ, hẳn là linh thần nhất trọng cường giả, không biết nguyên nhân gì, thụ thương, cho nên mới chu diệt cái kia thành trấn, dùng toàn bộ thành trấn người máu tươi chữa thương, vừa vặn bị chúng ta đụng phải. Sở Cuồng phân tích nói. Lục Minh gật gật đầu, Sở Cuồng cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá đổ sát một toàn bộ thành trấn người bình thường, dùng để chữa thương, thực sự quá tàn nhẫn. Ba người hàn huyên vài câu, liền rời khỏi nơi này, hướng về Thiên Trụ Sơn phương hướng đến. Linh thần cảnh cường giả sự tình, không phải bọn hắn năng quản, bọn hắn cũng không có con năng lực như thế quản. Tiếp đó, lại phi hành hai ngày, phía trước, một tòa cắm thiên cự phong, xuất hiện ở trước mắt. Thiên Trụ Sơn, như kỳ danh, tựa như là một cây trụ tử, cắm ở trên mặt đất, thẳng phá vân tiêu, hạc đứng ở đông đảo Sơn Phong bên trong, một chút liền năng nhìn thấy. Tương truyền, Thiên Trụ Sơn, là thời kỳ thượng cổ một chí cường giả binh khí biến thành, hóa thành cự sơn. Này lúc, cách rời huyết la tử cùng với ân bất phá quyết đấu, còn có hai ngày thời gian, ba người liền phụ cận một cái thành nhỏ ở lại. Trong thị trấn nhỏ, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Khí vận chi chiến hậu, đây là nhị đẳng thiên kiêu lần đầu quyết đấu, hấp dẫn người tới, thật đúng là nhiều. Sở Cuồng mắt nhìn bốn phía, cảm thán nói. Trong thị trấn nhỏ, hành tẩu trên đường cái, đều là cao thủ, tùy tiện một, đều là linh thai cảnh trở lên tu vi, nam nữ già trẻ đều có. Rất rõ ràng, đều là hướng về phía hai đại thiên kiêu quyết đấu mà đến. Ba người tùy ý tìm khách sạn ở lại, chờ đợi quyết đấu đến. Lục Minh nắm chặt thời gian, lĩnh ngộ khắp nơi ý cảnh, cùng thì rèn luyện chân nguyên cùng với ý cảnh. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, hai ngày sau, vô số đạo nhân ảnh, hướng về Thiên Trụ Sơn bay. Lục Minh ba người, lẫn trong đám người, đi vào Thiên Trụ Sơn phụ cận, chờ bọn hắn đến thời điểm, phát hiện Thiên Trụ Sơn phụ cận, đã bu đầy người. Một chút nhìn, không dưới trên vạn người. Bởi vậy có thể thấy được, nhị đẳng thiên kiêu Trung Châu lực ảnh hưởng. Trung Châu mênh mông vô ngần, là đông hoang 7-8 lần lớn như vậy, địa linh nhân kiệt, thiên tài bối xuất, cao thủ nhiều như mây. Nhưng mênh mông như vậy thổ địa, nhị đẳng thiên kiêu, mới bao nhiêu?
Thanh niên ngũ đại cự đầu phía dưới, chính là nhị đẳng thiên kiêu, hết thảy mới 20 mấy mà thôi, bình thường khó gặp. Mà tại khí vận chi chiến bên trong, phần lớn người là không có tư cách đi quan chiến, sở dĩ, lần này mới hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, nhị đẳng thiên kiêu, đến cùng đã đạt đến cảnh giới gì, chiến lực đạt đến loại nào mức đáng sợ. Đám người, có lão già, cũng có thiếu niên, 10 mấy tuổi. Những thiếu niên này nhất là phấn chấn, bọn hắn là mới xuất hiện bối phận, bỏ lỡ khí vận chi chiến. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cao hơn bọn họ nửa bối thiên kiêu, cỡ nào cường đại, từ đó khích lệ. Thật nhiều cao thủ. Sở Cuồng ánh mắt liếc nhìn, hắn phát hiện không ít cùng hắn nổi danh thiên kiêu, thuộc về tam đẳng thiên kiêu, còn có, không có đạt tới tam đẳng thiên kiêu, nhưng cũng không thể coi thường tồn tại, như Huyền Không Sơn Hải Tử Minh, Mậu Không, Lăng Vân Không, Lục Minh đều trong đám người nhìn thấy. Thậm chí mấy lão già, đứng ở không trung, toàn thân tản mát ra kinh người vô cùng khí tức, cái kia rõ ràng là linh thần cảnh tồn tại. Trận chiến này, ngay cả linh thần cảnh tồn tại đều bị hấp dẫn. Bỗng nhiên, ma khí xông thiên, một cái thanh niên áo bào đen đạp không mà đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quân Việt, Ma Sơn Quân Việt. Nhìn thấy người thanh niên này, có người lên tiếng kinh hô. Ma Sơn Quân Việt cũng tới. Trương Văn Tính cùng với Sở Cuồng cũng kinh hô một tiếng. Lục Minh trong lòng cũng là khẽ động, không khỏi quan sát tỉ mỉ Quân Việt. Trong khoảng thời gian này đi đường, Lục Minh cũng hướng Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh nghe ngóng rất nhiều liên quan tới Trung Châu sự tình, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, Sở Cuồng nói nhiều nhất. Lục Minh đối với Trung Châu các đại thiên kiêu, cũng ít nhiều có chút ít giải, đương nhiên, chủ yếu là thanh niên năm cự đầu, cùng với 20 mấy vị nhị đẳng thiên kiêu, còn có các đại bá chủ thế lực. Ma Sơn, cũng là Trung Châu bá chủ thế lực chi nhất, mà Quân Việt, chính là 20 mấy vị nhị đẳng thiên kiêu trong đó một cái. Người này xác thực rất mạnh, cho người ta một loại rất cảm giác khủng bố, tuyệt đối là đế thần cái kia một cấp bậc thiên kiêu. Lục Minh dò xét Quân Việt, trong lòng suy nghĩ. Quân Việt, cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên, Ân Bất Phá cùng với Huyết La Tử quyết đấu, đem cùng cấp bậc thiên kiêu hấp dẫn đến đây. Quân Việt đứng chắp tay, đứng yên vào hư không, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, phảng phất không có người khả năng hấp dẫn chú ý của hắn, liền ngay cả cái kia mấy linh thần cảnh cường giả. Hắn đều không có nhìn nhiều, phảng phất căn bản không để trong lòng. Xác thực, lấy thiên phú của hắn, đột phá linh thần, là chuyện sớm hay muộn, tương lai đạt tới chí tôn cảnh, đều là 10 phần chắc chín, mục tiêu của hắn, là hoàng giả chi vị, linh thần, nơi nào bị hắn để vào mắt. Đám người tiếp tục chờ đợi. Tịnh Không Linh, Huyền Không Sơn Tịnh Không Linh. Đột nhiên, đám người lại phát ra một tiếng kinh hô. Không Linh sư muội tới. Sở Cuồng nhãn tình sáng lên. Hướng về một chỗ bầu trời nhìn lên. Một cái tuổi trẻ nữ tử, người mặc thủy sắc dài xa, toàn thân tràn ngập hơi nước, chính đạp không mà đến. Nàng 20 mấy tuổi bộ dáng, dung nhan tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, hơi nước bên trong như ẩn như hiện. Nam MG đi chân đất nha, hai cái chân ngọc, như giữa thiên địa đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, mỗi bước ra một bước, trên bầu trời đều sẽ có một đoàn vân khí hiển hiện, nàng bước trên mây mà đi, từng bước một đi tới. Hiện trường một mảnh yên lặng, phảng phất đều bị nữ tử này hấp dẫn lấy ánh mắt. Nguyên lai nàng liền là Tịnh Không Linh, quả nhiên dung mạo tuyệt thế. Lục Minh trong lòng, cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Sở Cuồng, Huyền Không Sơn bài danh thứ hai, mà Huyền Không Sơn xếp hàng thứ nhất thiên kiêu, liền là Tịnh Không Linh. Một vị thiên phú kinh khủng nữ tử, cùng lúc, cũng là một vị nhị đẳng thiên kiêu, cùng với Quân Việt, Ân Bất Phá trở nổi danh. Với lại, Tịnh Không Linh cũng là Trung Châu ngũ đại tuyệt thế mỹ nữ chi nhất, Trung Châu, có thể nói là không ai không biết. Mấy ngày nay, Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh đã Lục Minh trước mặt đề cập qua nhiều lần, Lục Minh đã sớm đối vị này phong hoa tuyệt đại thiên chi kiêu nữ, hiếu kỳ không thôi. Lục Minh không khỏi bắt hắn đụng phải tất cả nữ tử cùng với Tịnh Không Linh so sánh, phát hiện chỉ có Tạ Niệm Khanh, mới năng cùng với Tịnh Không Linh so sánh, cách khác như Mục Lan, Thu Nguyệt, đều muốn hơi kém một chút. Tịnh Không Linh không nghĩ tới một trận chiến này, đem người cũng hấp dẫn tới. Quân Việt ánh mắt, rốt cuộc động, nhìn về phía Tịnh Không Linh, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia lửa nóng quang mang. Ngươi không phải cũng tới sao? Tịnh Không Linh nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm điềm tĩnh, truyền vào người trong lỗ tai, có một loại phi thường cảm giác thoải mái, giống như có thể khiến người ta sao động tâm linh, bình tĩnh trở lại. Người cũng như tên, nàng tựa như một vị không linh tiên tử, không nhiễm trần thế. Quân huynh, Không Linh tỷ tỷ, các ngươi tới thật sớm. Một tiếng ngọt ngào,
nhưng lại thanh âm thanh thúy vang lên, cách đó không xa, lại một nữ tử đạp không mà đến. Nữ tử này, niên kỷ so Tịnh Không Linh nhìn còn nhỏ một điểm, nhưng dung mạo, lại tuyệt không so Tịnh Không Linh kém. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, có một loại bệnh trạng vẻ đẹp, muốn cho người tiến lên che chở. Dược Vương Cốc Đàn Hương Tiên Tử. Rất nhiều người trừng to mắt. Lại một cái nhị đẳng thiên kiêu, với lại, cũng là Trung Châu ngũ đại mỹ nữ chi nhất. Rất nhiều người đều cảm giác sắp điên rồi, cảm giác lần này tới quá đáng giá, lần này, hai quyết đấu nhân vật chính còn chưa tới trận, liền tuần tự có tuyệt thế thiên kiêu chạy đến. Thậm chí, Trung Châu ngũ đại mỹ nữ, đều tới hai. Đáng giá, quá đáng giá, rất nhiều người vượt qua ước vạn dặm lộ trình, muốn gặp ngũ đại mỹ nữ chi nhất, đều không thể được, hôm nay năng nhìn thấy ngũ đại mỹ nữ hai, còn có cái gì không đáng giá. Đàn Hương Tiên Tử. Sở Cuồng hai mắt cũng phát quang, nhìn chằm chằm Đàn Hương Tiên Tử, một bức chư ca bộ dáng, để bên trên Trương Văn Tĩnh, một trận khó chịu. Kỳ thật, Trương Văn Tĩnh cũng coi như khó gặp mỹ nữ, nhưng cùng với Tịnh Không Linh còn có Đàn Hương Tiên Tử so sánh, liền kém xa lắc. Đàn Hương muội muội, ngươi làm sao cũng tới. Tịnh Không Linh dậm chân mà ra, đi vào Đàn Hương Tiên Tử bên cạnh, hai tuyệt sắc nữ tử đứng chung một chỗ. Bốn phía, cơ hồ mọi ánh mắt, đều rơi hai nữ tử trên thân, rất nhiều mắt người thần chỗ sâu, có lửa nóng quang mang, nhưng không có một cái người dám lối ra đùa giỡn, thậm chí bắt chuyện. Hai nữ mặc dù dung mạo tuyệt thế, nhưng cùng với thì cũng là danh chấn thiên hạ thiên kiêu, cực kỳ khủng bố, nếu ai dám đùa giỡn, cam đoan chết như thế nào cũng không biết. Ha ha ha, không nghĩ tới hai vị tiên tử đều tới, ân mỗ thật sự là quang vinh hơn. Cười to một tiếng, nơi xa, một đạo thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, thiên trụ sơn đỉnh, xuất hiện một người mặc màu tím vũ y thanh niên. Người thanh niên này, ánh mắt lạnh lùng, mũi ưng, ánh mắt vô cùng sắc bén, có thiểm điện từng tia hiện lên. Ân Bất Phá. Có người lên tiếng, nói ra tên của người nọ. Hôm nay quyết đấu hai người, rốt cục có một người đăng tràng. Hắc hắc, Ân Bất Phá, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, hai vị tiên tử, há lại bởi vì ngươi mà đến. Một phương hướng khác, cười lạnh một tiếng vang lên, một đạo huyết quang lóe lên, một cái thanh niên áo bào đỏ ngầu xuất hiện thiên trụ sơn một bên khác. Người thanh niên này, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, phi thường anh tuấn, cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Hừ, Huyết La Tử, liền ngươi một bước nửa chết nửa sống bộ dáng, chẳng lẽ hai vị tiên tử, là tới thăm ngươi? Ân Bất Phá cười lạnh. Trung Châu ngũ đại mỹ nữ, mỗi một cái, không chỉ dung mạo vô song, thiên phú cũng là tuyệt thế, tự nhiên, người theo đuổi vô số, rất nhiều nhị đẳng thiên kiêu, đều là các nàng người theo đuổi, thậm chí còn có thanh niên ngũ đại cự đầu. Trước đó liền có truyền ngôn, nghe nói Ân Bất Phá cùng với Huyết La Tử, đều là Đàn Hương Tiên Tử người theo đuổi. Này lúc, hai đại thiên kiêu đến, ánh mắt của mọi người rốt cục Tịnh Không Linh cùng với Đàn Hương Tiên Tử trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Ân Bất Phá cùng với Huyết La Tử. Hôm nay, hai người đem triển khai kinh thế chi chiến. Lục Minh cũng nhìn về phía hai người, Trung Châu nhị đẳng thiên kiêu, có phải hay không đế thần cái kia một cái cấp bậc, lập tức liền năng thấy rõ ràng. Hừ, Ân Bất Phá, lần trước khí vận chi chiến, bị ngươi may mắn trốn qua một mạng, hôm nay, liền triệt để chém ngươi. Huyết La Tử cười lạnh. Ha ha, chỉ bằng ngươi, hôm nay chết là ngươi. Ân Bất Phá cười lạnh, hắn một tiếng huýt dài, hóa thành một cái to lớn thần ưng quanh thân, hiện đầy kinh khủng lôi điện chi lực. Ân Bất Phá, cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc. Thiên Ưng Bảo, liền là yêu tộc thế lực, trong đó, đại đa số đều là đủ loại ưng hình yêu thú, đương nhiên, còn có rất nhiều cái khác phi cầm loại yêu thú, bất quá trong đó lấy ưng hình yêu thú làm chủ. Nghe nói, Thiên Ưng Bảo bảo chủ, liền là một vị cường đại ưng hoàng. Ân Bất Phá, có thần thú lôi huyền thánh ưng huyết mạch, lại huyết thống nồng độ cực kỳ kinh người. Oanh! Huyết La Tử ngoài miệng nói nhẹ nhõm, hành động bên trên cũng không dám có chút khinh thị, toàn thân khí tức bộc phát, huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Giết! Ân Bất Phá thét dài một tiếng, hai cánh khe vỗ, kinh khủng lôi điện chi lực hội tụ, hóa thành từng thanh lôi điện chiến kiếm, hướng về Huyết La Tử chạm. Huyết La Thần Đao! Huyết La Tử một tay hư không một nắm, vô tận huyết quang ngưng tụ, hóa thành một thanh huyết sắc trường đao, hét lớn một tiếng, lực chạm mà ra. Ánh đao màu đỏ ngòm bạo chạm, hư không như một loại nước gợn xoay tròn, cùng với lôi điện chiến kiếm đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh. Kiếm khí đao mang, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, rất nhiều tu vi yếu, sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Lục Minh, Sở Cuồng,
Trương Văn Tĩnh ba người đứng yên bất động, xem xét cẩn thận. Ân Bất Phá cùng với Huyết La Tử, hai người đảo mắt liền giao thủ mấy chục chiêu. Huyết La Tử, hơn nửa năm không thấy, ngươi cũng không có gì tiến bộ a. Ân Bất Phá cười lạnh. Áp chế ngươi dư xài. Huyết La Tử cười lạnh. Có đúng không? Ân Bất Phá cười lạnh, hai cánh khe vỗ, thét dài một tiếng, máu trong cơ thể sôi trào, khắp trời đều là lôi điện, vô tận lôi điện, phảng phất hiện đầy bầu trời. Bá! Ân Bất Phá hai cánh, phảng phất hóa thành lôi điện chi đao, chạm phá hết thảy, hướng về Huyết La Tử chạm. Thì huyết chi giới. Huyết La Tử thét dài, toàn thân huyết khí xông thiên, một vòng hình nửa vòng tròn huyết sắc lồng ánh sáng, hướng về bốn phía tràn ngập mà, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực lan tràn ra, cho dù cách nhau rất xa, rất nhiều người đều cảm giác trong cơ thể máu tươi một trận sao động, giống như muốn ly thể mà ra. Huyết La Điện Thị Huyết Đại Pháp. Sở Cuồng sắc mặt nghiêm túc nói. Lục Minh giật mình, hắn cảm giác loại này Thị Huyết Đại Pháp, cùng với Cửu Long thôn phệ chi lực, có chút tương tự, bất quá Thị Huyết Đại Pháp, nhằm vào máu tươi, xa xa không có Cửu Long thôn phệ chi lực bá đạo như vậy. Oanh! Ân Bất Phá lôi điện chi đao, chạm cái kia huyết sắc quang mạc bên trên, phát ra kinh thiên oanh minh. Bất quá hắn cũng bị Thị Huyết Đại Pháp ảnh hưởng, trong cơ thể máu tươi sao động, chiến lực chịu ảnh hưởng, không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chi chi! Lúc, một tiếng âm thanh chói tai vang lên, Huyết La Tử đỉnh đầu, một cái to lớn con rơi xuất hiện. Cái này con rơi, toàn thân huyết hồng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tràn đầy khát máu quang mang. Huyết Dực Thiên Bức, một loại cực kỳ đáng sợ thần thú, rất hiển nhiên, Huyết La Tử huyết mạch, liền là Huyết Dực Thiên Bức. Huyết Dực Thiên Bức quanh thân, có tám đạo sáng chói mạch luân lóng lánh, sáng chói chói mắt. Thần cấp cấp 8 huyết mạch. Huyết La Tử huyết mạch đẳng cấp, cùng với đế thần đẳng cấp. Huyết La Tử thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thân thành một cái Huyết Dực Thiên Bức, cùng với Ân Bất Phá đại đánh nhau. Đáng sợ kinh khí kích xạ, không gian không ngừng chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt ra, đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Đáng sợ kinh khí, tràn ngập ra phương viên mấy ngàn dặm, rất nhiều sơn phong bị kinh khí quét đến, trong chốc lát hóa thành bột mịn. Bất quá, đại đa số kinh khí, đều rơi trên Thiên Trụ Sơn, nhưng Thiên Trụ Sơn giống như thật là cường giả thời thượng cổ binh khí biến thành, đáng sợ kinh khí rơi ở phía trên, Thiên Trụ Sơn không có chút nào hư hao, nhiều nhất chỉ năng ở phía trên lưu lại một từng cái vết tích. Trong nháy mắt, hai người đại chiến trên trăm chiêu, y nguyên bất phân thắng bại. Thiên, thật mạnh, quá mạnh, đây chính là nhị đẳng thiên kiêu chiến lược sao. Có một cái linh thai viên mãn lão giả hít vào khí lạnh, kinh hãi không thôi. Hắn có một loại cảm giác, lấy hắn linh thai viên mãn tu vi, đừng nói cùng với hai người giao thủ, coi như xông lên, tới gần hai người đại chiến trong vòng trăm thước, đều muốn bị cái kia đáng sợ kình khí xoắn thành vỡ nát. Linh thai viên mãn võ giả, căn bản vốn không khả năng có chút ngăn cản lực lượng. Tu vi của hai người, hẳn là đều linh thai cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu cỡ này, quá mức đáng sợ, chỉ sợ đều nhanh tiếp cận linh thần cấp bậc. Coi như không năng thật đánh với linh thần một trận, cũng sẽ không kém rất nhiều, nếu là bọn họ đột phá đến linh thai viên mãn, đoán chừng thật năng cùng với linh thần cảnh cường giả một trận chiến. Đáng sợ, linh thai liền có thể chiến linh thần, quá mức đáng sợ. Người vây xem, một bên nghị luận, khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả mấy linh thần cảnh cường giả, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Quả nhiên cường đại, tuyệt đối là đế thần cái kia một cấp bậc thiên kiêu. Lục Minh trong lòng âm thầm suy tư, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Hiện tại hắn kết luận, Trung Châu nhị đẳng thiên kiêu, tất nhiên là đế thần cái kia một cấp bậc thiên kiêu không thể nghi ngờ, Trung Châu bực này thiên kiêu, lại có hai mươi mấy, thật sự là kinh người. Không biết đế thần đạt tới cảnh giới cỡ nào? Lục Minh thầm nghĩ, nửa năm trước, đế thần tu vi là linh thai bát trọng đỉnh phong, hơn nửa năm đi qua, đế thần đạt tới linh thai cửu trọng đỉnh phong, là rất bình thường, thậm chí bước vào linh thai viên mãn, cũng là có thể năng, nếu là gặp phải, vẫn là Lục Minh đại địch. Ta hiện ở chiến lực, là bọn hắn đối thủ sao? Lục Minh âm thầm cân nhắc tự thân chiến lực. Lúc trước khí vận chi chiến, Lục Minh là dựa vào minh luyện chi đạo, cả hai kết hợp, mới áp chế đế thần, nhưng đế thần cũng không có bị nghiêng về một bên đánh bại. Hiện, Lục Minh minh luyện chi đạo cùng với võ đạo phân rời, chiến lực giảm bớt. Bất quá cùng với khí vận chi chiến so sánh, Lục Minh lại tu luyện thủy chi ý cảnh, năm loại ý cảnh dung hợp, uy lực cực kỳ kinh người, so bốn loại ý cảnh mạnh rất nhiều. Coi như không có minh luyện chi đạo, Lục Minh chiến lực, cũng y nguyên cường đại, hắn có tự tin, đồng cấp một trận chiến bên trong, khả áp chế đối phương.
Bất quá bây giờ là Trung Châu, muốn phòng ngừa tiết lộ thân phận, Lục Minh có chút thủ đoạn không thể sử dụng, long lực cũng không năng đều bộc phát, chiến lực liền yếu đi rất nhiều. Tăng thêm Lục Minh hiện tu vi mới linh thai bát trọng đỉnh phong, nếu là đụng phải Huyết La Tử cùng với Ân Bất Phá bất kỳ người nào, Lục Minh đều sẽ không địch lại. Tu vi của ta, nhất định phải mau chóng tăng lên, nếu là đạt tới linh thai cửu trọng, cùng bọn hắn cùng cấp độ, cho dù không năng thực chiến huyết mạch dung hợp, ta cũng sẽ không sợ bọn họ. Lục Minh trong lòng không ngừng suy tư. Giữa thiên địa không ngừng chấn động, nửa bầu trời che kín lôi đình, nửa bầu trời che kín huyết khí. Lôi đình cùng với huyết quang, không ngừng va chạm, không ngừng giao kích, đám người hoàn toàn không nhìn thấy Ân Bất Phá cùng với Huyết La Tử thân ảnh, chỉ thấy quang ảnh tại giao thoa. Một trận chiến này, trọn vẹn đại chiến hai tiếng, bầu trời, lôi đình cùng với huyết quang cùng lúc tiêu tán, hai bóng người đứng ở bầu trời một bên, ngụm lớn thở dốc, ánh mắt lăng lệ lại dẫn ngưng trọng, nhìn chằm chằm đối phương. Bất phân thắng bại. Nghe nói, lúc trước khí vận chi chiến, hai người đại chiến ngàn chiêu, bất phân thắng bại, hôm nay, lại là như thế. Huyết La Tử, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần bản sự, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Ân Bất Phá âm thanh lạnh lùng nói. Nói câu nói này, hẳn là ta, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Huyết La Tử cũng cười lạnh. Hai người không có tiếp tục động thủ, vừa rồi đại chiến ngàn chiêu, hai người tiêu hao phi thường lớn, lại, tứ phương cao thủ nhiều như mây, bọn hắn cũng muốn lưu lực lượng phòng bị âm thầm có người ra tay với bọn họ. Xem ra lần này bọn hắn sẽ không lại chiến, lần này lại là ngang tay, Huyết La Tử cùng với Ân Bất Phá thật sự là kình địch. Đúng là như thế, Thiên Ưng Bảo cùng với Huyết La Điện tới gần, hai cái thế lực tranh đấu không ngớt, Ân Bất Phá cùng với Huyết La Tử vậy từ nhỏ đại chiến không ngừng, hai người chưa hề phân ra thắng bại, bất quá cũng là chuyện tốt, có một cái cả đời đối thủ, hai người tiến bộ, đều phi thường kinh người. Có đối thủ là chuyện tốt, một thế này, thật sự là hoàng kim đại thế, thiên tài như mây, nếu là thường ngày, như Ân Bất Phá, Huyết La Tử bực này thiên kiêu, tuyệt đối đều là thiên hạ nhân vật vô địch, mà nếu nay, nhân vật như vậy, lại có hai mươi mấy, thậm chí còn có mạnh hơn thanh niên năm cự đầu. Bốn phía, rất nhiều người không khỏi cảm thán. Đời này thiên kiêu, thực tại nhiều lắm, phải biết, như Ân Bất Phá, Huyết La Tử dạng này nhị đẳng thiên kiêu, là có cơ hội đột phá võ hoàng chi cảnh, tại dĩ vãng, mỗi một bối bên trong, có thể có ba lượng, coi là không tệ. Mà đời này, lại xuất hiện hai mươi mấy, còn có càng thêm lợi hại năm cự đầu, thậm chí, Đông Hoang, Nam Minh, Bắc Nguyên, Tây Mạc, cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu như mây, chư thiên kiêu tranh phong, đây là một cái sán lạn thịnh thế. Đám người biết, một trận chiến này, kết thúc, có ít người đang chuẩn bị rời đi. Các vị, đàn hương chuẩn bị sau 7 ngày, tại Đan Vương Viện tổ chức Đan Vương Yến, mời chư vị thiên kiêu một lần, uống rượu luận đạo, chư vị có thể nguyện cho tiểu nữ tử một bộ mặt. Tự tại lúc, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, là đàn hương tiên tử. Đám người nhãn tình sáng lên. Ha ha, đàn hương tiên tử tự mình tổ chức Đan Vương Yến, đây là ngàn năm một thuở cơ duyên, há có không lý lẽ. Ma Sơn Quân Việt đệ nhất lên tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đa tạ quân huynh. Đàn hương tiên tử khẽ khom người. Có thể tham gia đàn hương tiên tử tổ chức Đan Vương Yến, là chúng ta vinh hạnh. Chỉ cần tiên tử không chê, đến lúc tất nhiên đến thăm. Những người khác một cái tranh nhau chen lấn mở miệng, hy vọng có thể gây nên đàn hương tiên tử chú ý. Vậy tiểu muội đa tạ các vị, tiểu muội nên rời đi trước, chư vị có thể tới trước Đan Thành ở tạm, sau 7 ngày tiến về Đan Vương Viện liền có thể. Nói xong, đàn hương tiên tử khẽ khom người, sau đó đạp không mà đi, rời khỏi nơi này. Sau đó, Tịnh Không Linh vậy quay người đạp không rời đi, như Vân Trung tiên tử. Ân Bất Phá, ngày khác tái chiến. Huyết La Tử để lại một câu nói, hóa thành một đạo huyết quang, rời khỏi nơi này. Ân Bất Phá cười lạnh một tiếng, vậy rời khỏi nơi này, sau đó, những người khác vậy riêng phần mình tán. Sở huynh, như thế nào Đan Vương Yến? Lục Minh hướng Sở Cuồng nghe ngóng. Dược Vương Cốc người, đều là minh luyện sư, chủ yếu lấy luyện đan làm chủ, Dược Vương Cốc đan dược, vang danh thiên hạ, mà Dược Vương Cốc kiệt xuất anh kiệt, mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ đem mình đắc ý nhất đan dược, dung luyện tại rượu ngon bên trong, mời thiên hạ anh kiệt đến đây nhấm nháp, thuận tiện kết giao thiên hạ anh kiệt, sở dĩ, Dược Vương Cốc đến, mặc dù không phải bá chủ thế lực, nhưng lực ảnh hưởng y nguyên cực kỳ khủng bố. Sở Cuồng giải thích nói, Lục Minh gật gật đầu, truyền thống, ngược lại là đặc thù. Chúng ta trước Đan Thành đi, Đan Vương Viện, tụ tại Đan Thành bên trong. Sở Cuồng nói, lúc này, ba người hướng về Đan Thành bay, trên đường,
Lục Minh đối Dược Vương Cốc cái thế lực này, cũng biết càng nhiều. Dược Vương Cốc, tại xa xưa trải qua, cũng là bá chủ thế lực, nhưng, bởi vì không có hoàng giả tọa chấn, lui xuống bá chủ thế lực bảo tọa, nhưng thực lực lại như cũ phi thường khủng bố, không thể coi thường. Dược Vương Cốc bên trong, chí tôn không ngừng một vị, lại am hiểu luyện đan, cùng với các thế lực lớn giao hảo, tiềm ở năng lượng, không thể coi thường. Đan Thành, là phủ thuộc Dược Vương Cốc xây lên lập, nơi này, người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, Dược Vương Cốc có các loại đan dược, từ nơi này bán ra, cũng sẽ thu mua các loại linh thảo linh hoa chờ, sở dĩ, hấp dẫn đại lượng thương hội đến đây, bán ra cùng với mua sắm đan dược. Đan Thành rời Thiên Trụ Sơn không xa, vẹn vẹn nửa ngày sau, ba người liền đi tới Đan Thành. Thật nhiều linh dược, thật nhiều linh dược. Đàn đàn không biết lúc nào, lại xuất hiện tại Lục Minh trên bờ vai, một đôi tặc nhãn bốn phía ngắm loạn. Đan Thành hai bên đường phố, cơ hồ đều là linh dược trải, đan dược phô, mùi thuốc nồng nặc, bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta tinh thần đại chấn. Khó trách đàn đàn hội tặc nhãn ngắm loạn. Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh liếc một cái đàn đàn, cảm thấy tiểu ô quy, có chút thú vị. Sở huynh, Văn Tĩnh cô nương, chúng ta tìm địa phương ở lại như thế nào? Lục Minh đạo. Lục Minh muốn tìm địa phương, hào hào bế quan một phen. Tốt. Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh gật đầu, ba người tìm một cái khách sạn ở lại. Khách sạn trong phòng, Lục Minh trong lòng hơi động, thân hình biến mất, trong phòng, chỉ còn lại có Sơn Hà Đồ lơ lửng. Sơn Hà Đồ bên trong, Lục Minh xếp bằng ở một ngọn núi bên trong, phất tay, bốn phía xuất hiện một đống lớn nguyên thạch. Lấy nguyên thạch đột phá linh thai cửu trọng. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Lần trước, đụng phải Huyết La Điện cái kia linh thần cường giả, để Lục Minh biết, cùng với linh thần cảnh cường giả có bao nhiêu sai biệt, lần này, nhìn thấy Huyết La Tử cùng với Ân Bất Phá đại chiến, đối Lục Minh áp lực cũng rất lớn. Hiện tại hắn hạn chế rất nhiều, tu vi lại không đủ, nếu là đối đầu Huyết La Tử cùng Ân Bất Phá bực này thiên kiêu, hơn phân nửa không phải là đối thủ, sở dĩ, hắn nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Lúc đầu, hắn không có tính toán dùng nguyên thạch tăng cao tu vi, bởi vì hắn hiện đang dùng nguyên thạch tăng cao tu vi, tiêu hao tuyệt đối phi thường khủng bố, hiện ở trên người hắn nguyên thạch, cũng không phải rất nhiều, lúc đầu muốn giữ lại dự bị, nhưng hiện đang quản không được nhiều như vậy, tăng thực lực lên làm trọng. Giống. Cửu Long huyết mạch hiện hiện, há miệng một nuốt, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát, khoảng chừng mấy chục ngàn khối nguyên thạch sụp đổ, bàng bạc nguyên khí bị Cửu Long huyết mạch thôn phệ, bắt đầu cấp tốc luyện hóa. Vận chuyển chiến long chân quyết, nguyên khí không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa làm chân nguyên hội tụ đến linh thai bên trong, không ngừng cô đọng, linh thai càng ngày càng rắn chắc, thể tích vậy càng ngày càng nhỏ. Mấy chục ngàn khối nguyên thạch luyện hóa xong sau, lại là mấy chục ngàn khối. Chỉ chớp mắt tựu đi qua ba ngày. Ba ngày thời gian, Lục Minh luyện hóa nguyên thạch, khoảng chừng hơn 30 vạn khối. Nhanh! Trong mắt phong mang lóe lên, tiếp tục luyện hóa, lại đi qua một thiên, lại luyện hóa gần 10 vạn khối nguyên thạch. Oanh! Tựa hồ có đồ vật gì bị xông phá, Lục Minh khí tức đại thịnh, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng gào thét, so trước đó, hùng hậu gấp bội. Tu vi đột phá, đạt tới linh thai cửu trọng tiền kỳ. Hô! Lúc! Lục Minh mới mở hai mắt ra, lộ ra vẻ hài lòng. Nguyên thạch tiêu hao, để hắn có chút đau lòng. Trọn vẹn luyện hóa 400.000 khối nguyên thạch, quá kinh người. Bất quá tu vi đột phá linh thai cửu trọng, Lục Minh chiến lược tăng lên rất nhiều, chân nguyên bàng bạc hùng hậu, chấn mục thiên công cũng càng thêm có thể phát huy ra uy lực. Không biết bằng ta hiện ở chiến lược, có thể không có thể cùng với Ân Bất Phá cùng Huyết La Tử một trận chiến. Lục Minh trong lòng hơi động. Huyết La Tử hoặc là Ân Bất Phá, tu vi đều tại linh thai cửu trọng đỉnh phong, mà Lục Minh tại linh thai cửu trọng tiền kỳ, cái này cùng hắn lúc trước tại khí vận chi chiến, cùng với đế thần đại chiến không sai biệt lắm. Bất quá khi lúc Lục Minh là thủ đoạn ra hết, phối hợp trận pháp, mới có thể áp chế đế thần. Nhưng hiện tại Lục Minh không có minh luyện chi đạo, nhưng lại dung hợp thủy chi ý cảnh, Lục Minh nếu như năng thủ đoạn ra hết, thì triển huyết mạch dung hợp, Lục Minh có nắm chắc áp chế Huyết La Tử hoặc là Ân Bất Phá. Nhưng không có thể thi triển huyết mạch dung hợp, Lục Minh tựu không có nắm chắc. Nhưng ít ra, Lục Minh có nắm chắc giữ cho không bị bại. Còn có ba thiên tài Đan Vương Yến, tới trước Đan Thành đi dạo. Lục Minh đứng dậy, đi ra phòng môn, cảm ứng một cái, phát hiện Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh trong phòng rỗng tuếch, hẳn là cũng xuất vòng vo. Đan Thành, tựa như là một tòa cự đại thương nghiệp thành thị, khắp nơi đều là cửa hàng, vô số loại linh dược, đan dược, để Lục Minh mở rộng tầm mắt. Có chút trong cửa hàng,
thậm chí có thể mua được cấp 8 đan dược, nhưng này giá cả, tựu kinh khủng. Có nhiều chỗ, còn bày đầy quầy hàng, chủ quán sẽ bán ra cổ xưa bên trong vật cổ quái, có chút có thể là hiếm thấy chân bảo, có chút khả năng phế phẩm. Chỗ như vậy, gọi là đào bảo khu. Chủ yếu khảo nghiệm vận khí tốt, khả năng mua được giá trị phi thường cao đồ vật. Đương nhiên, còn cần nhãn lực, nơi này, hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Trên đường, người rất nhiều, Lục Minh trong đám người đi dạo lấy, đông nhìn xem, tây nhìn xem. Nằm trên vai, Đản Đản một đôi mắt vậy bốn phía ngắm loạn. Lại tới đây, Đản Đản tinh thần tỉnh táo, tuyên bố bằng nhãn lực của hắn, bất luận cái gì bảo vật, đều trốn không thoát con mắt của nó. Đáng tiếc, đi dạo một vòng, đều không có cái gì phát hiện. Những thứ kia, kỳ lạ, có chút cái gọi là linh thảo, ép căn tựu là ven đường cỏ dại, lấy ra lừa gạt người, còn có chút phế bỏ linh binh, lấy ra sung làm thượng cổ, viễn cổ lưu lại chiến binh, thậm chí có ít người tùy tiện cầm mấy khối hòn đá, nói hòn đá bên trong có pha loãng bảo vật, với lại bán giá cả, còn rất cao. Một khi bán đi, tựu là bạo lợi. Đó là, Lục Minh, phía trước khối kia tử ngọc, đúng, cô nàng kia chính tại mua tử ngọc, mua lại, có tác dụng lớn. Lục Minh chính tại bốn phía nhìn xem, Đản Đản thanh âm bỗng nhiên tại lỗ tai hắn bên trong vang lên, một bước phấn chấn bộ dáng. Lục Minh tinh thần chấn động, hướng về phía trước xem. Phía trước một cái quầy hàng, hai cái trẻ tuổi nữ tử đứng tại trước gian hàng, trong đó một cái tuổi trẻ nữ tử, chính chủ quán nơi đó tiếp nhận một khối màu tím ngọc thạch. Đản Đản nói cái kia tử ngọc, chính là khối này. Cái kia tử ngọc rất phổ thông, chẳng lẽ là bảo vật? Lục Minh kinh ngạc. Bản tòa nhãn lực, như thế nào ngươi có thể so sánh, Lục Minh, mua lại, tuyệt đối kiếm lớn. Đản Đản kêu lên. Lục Minh không đang do dự, nhanh chân hướng về phía trước, đi đến trước gian hàng, giả ý tùy ý liếc một cái nữ tử trong tay tử ngọc, tùy ý nói a, khối này tử ngọc chất lượng cũng không tệ, vừa vặn có thể mua về cho muội muội làm một khối ngọc bội, vị đại ca kia, khối này tử ngọc, bán thế nào? Chủ quán là một vị trung niên đại hán, này lúc ngu ngơ cười một tiếng, nói công tử, ngươi tới chậm, khối này tử ngọc, vừa mới bị vị tiểu thư này mua đi. Mua? Lục Minh thầm nghĩ đáng tiếc, lúc này mới quan sát một chút cái kia cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi rất xinh đẹp, 20 mấy tuổi, tính được là khó gặp mỹ nữ. Tại nàng đằng sau, đi theo mặt khác một nữ tử, xem bộ dáng, hẳn là nha hoàn. Vị cô nương này, khối này tử ngọc, có thể hay không tặng cho tại hạ? Lục Minh liền ôm quyền đảo. Uy, khối này tử ngọc, là tiểu thư của nhà ta mua xuống trước, dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Nữ tử phía sau nha hoàn dẫn đầu kêu lên. Không có gì, ta xem khối này tử ngọc chất lượng không sai, muốn mua về cho xá muội làm một khối ngọc bội, đã vì cô nương này mua trước, vậy tại hạ liền không đoạt người chỗ tốt. Lục Minh cười một tiếng, liền ôm quyền, liền muốn rời đi. Mặc dù bỏ qua có chút đáng tiếc, nhưng nếu như đã bị mua, Lục Minh cũng sẽ không cường thủ hào đoạt. Công tử chờ một lát. Lúc, cô gái trẻ tuổi kêu một tiếng, Lục Minh dừng lại. Kỳ thật khối này tử ngọc, ta chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt mới mua, vậy không đại dụng, đã công tử coi trọng, vậy ta liền đem khối này tử ngọc tặng cùng với công tử. Cô gái trẻ tuổi tiến lên, đem tử ngọc đưa cho Lục Minh. Lục Minh có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có đi đón. Tiểu tử, nhanh nhận lấy, không thu ngươi sẽ hối hận. Đản Đản không ngừng cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh trầm ngâm một chút, đưa tay tiếp nhận tử ngọc, nói, tại hạ Lục Thiểu Khanh, cảm tạ cô nương tặng ngọc, không biết cô nương phương danh, ngày khác có cơ hội, định báo tặng ngọc tri ân. Tiểu nữ tử Chu Hinh, Lục công tử khách khí. Cô gái trẻ tuổi mỉm cười. Nguyên lai là Chu cô nương cũng là tới tham gia Đan Vương Yến. Lục Minh hỏi. Không sai, xem ra Lục công tử tới đây mục đích giống như ta. Chu Hinh nhàn nhạt cười một tiếng, cố phán sinh tư. Tiếp đó, hai người hàn huyên vài câu, Lục Minh liền cáo từ rời đi, bởi vì Đản Đản thúc giục Lục Minh về, gọi Lục Minh mở ra tử ngọc, chắc chắn có kinh hỉ. Tiểu thư, ngươi làm gì đem khối kia tử ngọc cho cái kia tiểu tử? Lục Minh sau khi đi, cái kia tên nha hoàn khó chịu đảo. Nha đầu ngốc, nơi đây là địa phương nào? Đan Thành, lần này có không ít thanh niên tuấn kiệt tới tham gia gỗ đàn hương Đan Vương Yến, người này nhìn khí độ bất phàm, nói không chừng là một vị thiên kiêu nhân vật, dùng một khối vô dụng tử ngọc, kết giao một vị thiên kiêu nhân vật, cớ sao mà không làm chi? Chu Hinh cười nhạt một tiếng. Tiểu thư anh Minh, nha hoàn vuốt mông ngựa. Rất nhanh, Lục Minh liền về đến khách sạn, sau khi vào phòng, trực tiếp tiến vào sơn hà đồ bên trong.
Bàn tay phát quang, khối kia tử ngọc xuất hiện trong tay. Khối này tử ngọc nhìn rất phổ thông, chẳng lẽ tử ngọc bên trong thật sự có hiếm thấy chân bảo? Lục Minh đem khối này tử ngọc mở ra, cẩn thận một chút. Đàn Đàn dặn dò. Lục Minh duỗi ra ngón tay, chân nguyên lan tràn ra, ngưng tụ thành một thanh sắc bén bảo kiếm, hướng về tử ngọc chậm rãi cắt. Tử ngọc ước chừng có hai lớn nhỏ cỡ nắm tay, Lục Minh thận trọng cắt chém, khi sắp cắt đến một nửa thời điểm, một tầng nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng lan tràn ra. Tử ngọc bên trong thật sự có đồ vật. Lục Minh nhãn tình sáng lên, từ từ đem chung quanh tử ngọc cắt đứt, cuối cùng còn lại một viên lớn chừng trái nhãn màu ngà sữa ngọc thạch, xuất hiện tại Lục Minh trong tay. Đây là cái gì ngọc thạch? Lục Minh có chút hiếu kỳ, bởi vì khối ngọc thạch này, nhìn thường thường không có gì lạ, tuyệt không cái gì hiếm thấy chân bảo. Tiểu tử, nạp nguyên thạch, có tính không hiếm thấy chân bảo. Đàn Đàn nhếch miệng cười một tiếng. Cái gì, đây là nạp nguyên thạch? Lục Minh đột nhiên trừng to mắt. Lại là nạp nguyên thạch, Lục Minh cuồng hỉ. Nạp nguyên thạch, một loại phi thường kỳ diệu bảo vật, bởi vì nạp nguyên thạch có thể chứa đựng vũ giả chân nguyên. Vũ giả chỉ cần trước đó đem chân nguyên đưa vào nạp nguyên thạch bên trong, trước đó chứa đựng, các loại cần dùng thời điểm, trực tiếp có thể hấp thu nạp nguyên thạch chân nguyên, bởi vì đây vốn chính là vũ giả tự thân chân nguyên, căn bản vốn không dùng chuyển hóa, trực tiếp có thể vận dụng. Cứ như vậy, tự không cần lo lắng chân nguyên khô kiệt. Nạp nguyên thạch đối với vũ giả tới nói, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo, có đôi khi là có thể bảo mệnh bảo vật, với lại nạp nguyên thạch có thể trường kỳ sử dụng, trên thị trường cực ít xuất hiện, một khi xuất hiện, giá cả đều sẽ cao kinh khủng. Lục Minh tuyệt đối không nghĩ tới, tại khối này tử ngọc bên trong, thế mà lại có một khối nạp nguyên thạch. Không biết khối này nạp nguyên thạch, có thể không có thể chịu nổi ta chân nguyên. Lục Minh suy nghĩ, khác biệt nạp nguyên thạch, chỗ có thể chứa đựng chân nguyên, là có hạn chế. Nạp nguyên thạch, không thể có thể chứa đựng một vị hoàng giả chân nguyên đưa vào, chỉ sợ nạp nguyên thạch trực tiếp liền bị no bảo. Khác biệt nạp nguyên thạch, có thể chứa đựng chân nguyên lượng, là không giống nhau. Thử một lần. Trong tay nắm nạp nguyên thạch, Lục Minh đem chân nguyên không ngừng đưa vào nạp nguyên thạch bên trong, quả nhiên, chân nguyên vừa vào nạp nguyên thạch, tự tại nạp nguyên thạch bên trong chứa đựng. Một hồi, Lục Minh một thân chân nguyên, hầu như đều tiến vào nạp nguyên thạch ở trong. Có thể chịu nổi, quá tốt rồi. Lục Minh cuồng hỉ. Cứ như vậy, Lục Minh có thể sử dụng chân nguyên, gia tăng thật lớn. Chấn ngục thiên công, hiện ở uy lực tương đương với hạ phẩm thần cấp võ kỹ trung đẳng cấp độ, tiêu hao chân nguyên quá kinh khủng, Lục Minh trước đó một mực không dám toàn lực bộc phát, bằng không, trong cơ thể hắn chân nguyên, lập tức liền sẽ bị rút khô. Nhưng hiện tại, Lục Minh không sợ, coi như lập tức bị rút khô, có nạp nguyên thạch, vậy có thể trong khoảnh khắc đem chân nguyên bổ sung đầy. Cứ như vậy, Lục Minh tự chân chính nhiều hơn một loại đòn sát thủ. Hắn hiện đang toàn lực bộc phát chấn ngục thiên công, mặc dù vậy không có thể hoàn toàn phát huy ra chấn ngục thiên công toàn bộ uy lực, nhưng uy lực vậy so với hắn chỉ có thể cẩn thận phát huy mấy tầng uy lực, mạnh hơn rất nhiều. Tiếp đó, Lục Minh xuất ra nguyên thạch, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Lúc chân nguyên hoàn toàn khôi phục về sau, Lục Minh tiếp tục hướng nạp nguyên thạch bên trong đưa vào chân nguyên. Hắn dự đoán, khối này nạp nguyên thạch hẳn là có thể tiếp nhận hắn linh thần nhất trọng chân nguyên. Nói cách khác, tại Lục Minh đột phá linh thần nhị trọng trước đó, khối này nạp nguyên thạch đều là Lục Minh đòn sát thủ. Khi Lục Minh liên tục thâu nhập 5 lần chân nguyên về sau, Lục Minh mới ngừng lại được. 5 lần chân nguyên, tương đương với gấp 5 lần với hắn chân nguyên, tạm lúc đủ. Các loại khôi phục chân nguyên về sau, Lục Minh một lần nữa đi ra khách sạn. Đan Vương Yến còn có một ngày thời gian, tự muốn bắt đầu, đan thành bên trong, người càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ lần trước quan sát Ân Bất Phá cùng với Huyết La Tử quyết đấu người, còn có một số người khác nghe hỏi chạy tới. Đương nhiên, đại đa số là thế hệ trẻ tuổi nhân vật. Bởi vì tổ chức Đan Vương Yến là đàn hương tiên tử, tự nhiên hội tụ đều là người trẻ tuổi, nhân vật già cả cũng không tốt cùng những người tuổi trẻ này lăn lộn cùng một chỗ. Lục Minh mang theo Đàn Đàn đi dạo lấy, hy vọng có thể lại có thu hoạch, đáng tiếc đi một vòng lớn, đều không có thu hoạch. Lục Minh tự giễu cười một tiếng, biết mình lòng quá tham, lần trước có thể được đến nạp nguyên thạch, thật sự là may mắn, trong lòng cũng không khỏi đối Chu Hinh có chút áy náy, vốn là Chu Hinh mua trước, sau lại đưa cho Lục Minh. Thời gian dần trôi qua, Lục Minh đi dạo đến đan thành phía bắc. Nơi này kiến trúc dần dần bớt đi, phản mà xuất hiện rất nhiều đồi núi. À, ta ngửi được mùi thơm, tốt mùi thuốc nồng nặc vị, có linh dược. Đàn Đàn bỗng nhiên cái mũi giật giật,
Sau đó lao xuống Lục Minh vai bàng, hướng về phía trước vắt chân lên cổ phi nước đại, tốc độ cực nhanh. Gia hỏa này! Lục Minh im lặng, đuổi chạy qua. Vượt qua một mảnh đồi núi về sau, đi vào một đầu hẻm núi trước, đản đản tốc độ giảm bớt, tả xung hữu đột, vọt vào sơn cốc. Lục Minh lông mày, lại nhíu lại. Đầu này trong sơn cốc, hiện đầy minh văn đại trận. Lục Minh không có tinh thần chi hỏa, không cách nào phá trận. Bất quá, không thể phá trận, chưa hẳn có thể ngăn được Lục Minh. Lục Minh mặc dù không có tinh thần chi hỏa, nhưng đối với minh luyện chi đạo nhận biết, y nguyên vẫn còn, với lại, theo thứ thân đối với minh luyện chi đạo cảm ngộ, hắn vậy có thể cảm nhận được. Trong khoảng thời gian này, thứ thân tại Lưỡng Nghi núi, toàn tâm tu luyện, tốc độ tiến triển mau kinh người. Thứ thân không có tạp niệm, tăng thêm khí vận gia thân, ngộ tính tăng lên gấp 10 lần, một lòng tu luyện dưới, tiến triển so Lục Minh chủ thân nhanh hơn rất nhiều, đối với minh luyện chi đạo lý giải, mỗi một ngày đều tại tăng lên. Sở dĩ, Lục Minh mặc dù không có tinh thần chi hỏa, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Đầu này hẻm núi trận pháp, mặc dù cao minh, nhưng Lục Minh xem xét phía dưới, y nguyên nhìn ra sơ hở. Trầm ngâm một chút, Lục Minh dậm chân mà xuất, chợt trước chợt về sau, chợt trái chợt phải, hướng về trong sơn cốc mà. Không lâu, liền tới đến sâu trong thung lũng, tại sâu trong thung lũng, Lục Minh thấy được một mảnh thuốc điền, thuốc trong ruộng, trồng rất nhiều loại linh dược, mùi thuốc nồng đậm vô cùng, trong sơn cốc phiêu đáng. Những linh dược này, đều là cấp 7. Lục Minh giật mình, Lục Minh phát hiện, thuốc trong ruộng linh dược, cơ hồ đều là cấp 7 linh dược, với lại số lượng không dưới ngàn cây. Này lúc, đàn đàn tại chính tại thuốc trong ruộng lăn lộn, hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, song chảo không ngừng đem thuốc trong ruộng linh dược nắm lên, không ngừng nhét vào trong mồm. Đàn đàn, nhanh lên. Lục Minh thúc giục. Một mảng lớn thuốc điền, tại đan thành bên trong, không thể nào là vật vô chủ, nhất định là dược vương cốc cao thủ trồng, tại người khác địa bàn, trộm người khác linh dược, liền xem như Lục Minh, vậy có chút rụt rè. Phong quyển tàn vân, rất nhanh, đàn đàn liền hướng miệng bên trong lớp trên trăm gốc linh dược, đều là cấp 7 thượng phẩm, nhãn lực tặc độc, chọn đều là tốt. Ở đâu ra tiểu tặc, dám ở đây trộm thuốc? Bỗng nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền ra, một bóng người xinh đẹp trong sơn cốc vọt ra, không trung, minh văn tràn ngập, đại trận lóng lánh, từng đạo quang mang hướng về đàn đàn quấn quanh mà. Không tốt! Đàn đàn kinh hãi, vắt chân lên cổ phi nước đại, tứ chi rút vào trong mai rùa trên không trung bay vũ, đem cái kia có chút lớn trận từng cái né tránh, hướng về Lục Minh bay tới. Mộc đàn hương! Nhìn thấy bóng người xinh xắn kia, Lục Minh kinh hãi. Trong sơn cốc này bóng hình xinh đẹp, lại là đàn hương tiên tử Mộc đàn hương. Lục Minh trên thân dâng lên quang mang, nhục thân cấp tốc biến hóa, biến thành mặt khác một bộ dung mạo, ôm đồm lấy đàn đàn, về phía sau nhanh chóng thối lui. Lưu lại cho ta. Đàn hương tiên tử bàn tay như ngọc trắng múa, mi tâm tinh thần chi hỏa phát quang, tại Lục Minh chung quanh trên mặt đất, không ngừng có trận pháp nổi lên. Lục Minh trong mắt tinh quang chớp liên tục, ánh mắt quét qua, bước chân ngay cả đạp, mỗi một bước, đều phi thường huyền diệu, dẫm tại đại trận nhược điểm, về phía sau nhanh chóng thối lui. Mấy hơi thở, Lục Minh liền lùi lại ngàn mét. A, à, đàn hương tiên tử khẽ di một tiếng, ngừng lại, trong đôi mắt đẹp lộ ra phi thường kinh ngạc chi sắc, cũng không tiếp tục động thủ cùng với truy kích. Nhân cơ hội này, Lục Minh cực tốc chớp động, rất nhanh liền ra hẻm núi, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, rõ ràng không có một tơ một hào tinh thần chi hỏa, lại có thể một chút nhìn ra trận pháp nhược điểm, mà né qua trận pháp công kích, thong dong lui, thật sự là kỳ quái, chuyện như vậy, ta còn là lần đầu tiên đụng phải. Đàn hương tiên tử khẽ nói, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Đây cũng là nàng không có truy kích nguyên nhân. Hết tập 68.